biết ơn cả nhà đã cho phép Vũ cùng giao lưu, cùng học tập và cùng trưởng thành, cũng như cùng nhau hiểu hơn cái cột nhà bên trái, đó chính là cái cột sức khỏe. Em chào thầy, em chào cả nhà. Dạ, em chào chị. Kỳ vọng rằng là kỳ vọng là chương trình này chúng ta sẽ hiểu hơn và cùng xây cái cột này nó chắc, để cho ngôi nhà của chính chúng ta sẽ vững bền hơn trong phần đời của chính mình. Dạ, một lần nữa trân trọng biết ơn sự hiện diện của tất cả các cô chú anh chị ạ. Dạ, biết ơn cả nhà. Cho phép Vũ tắt mic để có thể giao lưu cùng cả nhà một cách thuận lợi hơn. Dạ, biết ơn cả nhà. Nếu bắt thì để lâu ra em coi luôn. Dạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Biết ơn cả nhà. Dạ. Rất nhiều gương mặt thân quen. Dạ. Biết ơn các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các em đã yêu mến WIT và đã xuyên suốt đồng hành trong tất cả các lớp của WIT, và kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ có thể hỗ trợ và cùng nhau làm rõ trong hành trình này. Dạ, biết ơn cả nhà. Các lớp học về sức khỏe như thế này á cả nhà, nếu tính từ những năm khởi đầu á, thì là bắt đầu từ những năm 2010. Từ những năm 2010 thì chúng ta đã có những cái lớp về sức khỏe giống như thế này, và trước đây thì mình gọi nó là câu lạc bộ sức khỏe chủ động. Câu lạc bộ sức khỏe chủ động. Rồi dần dần chúng ta lan rộng ra và mở rộng ở các tỉnh thành ở trên toàn quốc, và chuyển giao lại cho người khác để họ có thể làm chủ cái câu lạc bộ đó, để thông qua những gì mà chúng ta được học tập, những gì mà chúng ta được giao lưu á, thì chúng ta có thể chia sẻ và lan rộng ra hơn. Dạ, rồi tới mùa dịch 2019 Covid-19 diễn ra, rất là biết ơn thầy khi chuyển dịch sang lớp online, và từ đó thì chúng ta có cái nhân duyên, có cái cơ hội để giao lưu nhiều người hơn. Ví dụ như trước đây á, thì với cá nhân Vũ và thầy á, thì mỗi một tháng như vậy thì có khoảng 4 cho đến 5 buổi tối để giao lưu về sức khỏe, nhưng mà dùng hết sức mình thì một lớp như vậy nó chỉ tầm tối đa khoảng 30 ngoài. Những cái lớp tốt thì mỗi tháng mình gom lại á, thì cũng chỉ có thể chuyển giao và chia sẻ tầm khoảng tối đa khoảng 200 đến 300 người thôi. Nhưng mà thông qua online như thế này nè, thì khắp nơi trên thế giới, tính tới hiện tại thì mình tới khóa thứ 13, thì chỉ có 13 khóa thôi, nhưng nó lại cái số lượng mà những người được học tập, những người được giao lưu hiểu về sức khỏe, nó lại bằng với cả hơn 10 năm mà nỗ lực phấn đấu trước đây. Nên công nghệ đã giúp đỡ cho nhiều người hơn, có thể thấu suốt hơn, và có thể bất kỳ ở đâu, miễn là chúng ta muốn, chúng ta có thể hiểu hơn những cái thông tin mà chúng ta cần trong cuộc đời này. Dạ, để thuận duyên để bắt đầu chương trình ngày hôm nay á, cho phép Vũ giao lưu một vài câu hỏi để có thể thuận lợi hơn cho chương trình, để chúng ta có thể nắm bắt một cách tốt hơn. Không biết là âm thanh mà Vũ đang giao lưu như thế này nè, các anh chị nghe có rõ không ạ? Dạ, các anh chị có thể giúp đỡ Vũ là chúng ta có thể phản hồi trong khung chat. Dạ, rồi quá trình mà giao lưu á, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trong khung chat khi chúng ta mong muốn làm rõ cái gì đó, hoặc là chúng ta có thể raise hand, chúng ta có thể giơ tay. Nếu như cô chú anh chị mà mở màn hình thì có thể giơ tay như thế này, nếu như mà chúng ta chưa rành công nghệ. Tại vì ban tổ chức có tới 3 cái màn hình lận, thì cùng lúc có thể quan sát được khoảng 100 cô chú anh chị. Cho nên là nếu có giơ tay á, thì cũng có thể nhìn thấy được, hay là chúng ta raise hand bằng cái công cụ ở trên màn hình á. Chúng ta sẽ vào cái biểu tượng là mặt cười á, có cái dấu cộng đó, nó sẽ có cái hình cái bàn tay nó giơ lên như thế này nè, thì chúng ta nhấn vào đó là cái nó sẽ raise hand lên, tức là nó giơ tay lên, thì nó sẽ hiện lên những cái danh sách đầu tiên, thì lúc đó là Vũ sẽ nhìn thấy được, và lúc đó chúng ta sẽ giao lưu một cách thuận lợi hơn. Dạ. Hơi nhỏ hả? Dạ, anh Trần Huy Sơn hay Sơn Huy giúp em á, kiểm tra lại thêm cái thiết bị của mình trước. Dạ, nếu mà thiết bị của mình mà vẫn chưa nghe được á thì mình kiểm tra thêm cái tai phone. Dạ, còn ở đây thì ban tổ chức sẽ cố gắng sẽ điều chỉnh âm thanh thêm để có thể làm cho nó rõ hơn tí nữa. Dạ dạ, thì đôi bên cùng cố gắng. Dạ. Dạ. Nghe được không ạ? Dạ dạ, cảm ơn cả nhà, biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Dạ. Rồi, cá nhân Vũ trước đây thì xuất phát điểm là từ ngành IT. Dạ, cách đây nhiều năm trước là Vũ là IT. Dạ, Vũ tốt nghiệp bên cử nhân tin học vào năm 2009. Dạ, vào năm 2009. Rồi sau đó mới bén duyên lại cái ngành Y và học tập lại từ những năm 2016. Còn gia đình của Vũ thì có truyền thống là Đông Y. Dạ, bên nội bên ngoại, nhưng mà phát huy nhiều là ở bên ngoại. Do bên nội là đa phần ông nội với một số cô bác bên đó đó mất trong kháng chiến, cho nên là chưa có phát huy được cái ngành Đông Y. Nhưng mà bên ngoại á, thì ông ngoại sinh thời sống thọ tới 79 tuổi, cho nên là ông phát huy được cái đó. Nhưng mà bên dòng họ thì không có ai theo nghề, nguyên dòng họ không ai theo nghề hết trơn á, làm này làm kia không à, không ai theo ngành Y. Cá nhân Vũ trước cũng không có theo ngành Y, nhưng mà dần dần không biết sao tốt nghiệp ra trường á, thì lại làm bên truyền thông của y tế, rồi dần dần sau bén duyên ngành Y lại phải học lại, nên mới có nhân duyên để cùng giao lưu với cả nhà trong cái lĩnh vực về sức khỏe. Cái khía cạnh đầu mà Vũ bắt đầu làm về sức khỏe đó là dinh dưỡng học vào những năm 2011. Vào những năm 2011. Dạ. Cá nhân Vũ thì chia sẻ cái mỗi lần về sức khỏe thì rất là biết ơn thầy. Vũ hay nói vui gì nè. Vũ hay nói vui á, có một câu chuyện mà Vũ hay kể hoài à, cứ mỗi lần vô lớp học là Vũ kể câu chuyện này. Cứ mỗi lần vô học Vũ kể câu chuyện này. Đó là có cái ông giáo sư đó đó, ông rất là giỏi. Ông nhiều năm ông đi thuyết giảng cho người ta. Ông có một người tài xế á, rất là thân cận với ông. Và cứ đi đâu là cái người tài xế đó chở ông đi khắp nơi để có thể mà ông giao lưu và thuyết giảng cho nhiều nơi theo lời mời và lịch giảng dạy. Và suốt 20 mấy năm, gần 30 năm vậy đó, cái ông giáo sư đó ông cảm thấy cũng hơi chán, nên cũng không có gì khác ngoài việc giảng dạy. Cái ngày đó đó, ông mới đưa ra một cái quyết định, nói với ông tài xế gì nè. Nên anh Tài, ông theo tôi cũng gần 30 năm rồi, những gì mà tôi giảng dạy suốt 30 năm này á, tôi tin á, là ông cũng đã nắm hết rồi, chắc thuộc lòng luôn rồi. Thì bây giờ gì nè, lần này đi giảng dạy á, ông hai tôi á, hai con phối hợp với cha nè. Con em nước. Dạ, cảm ơn con gái, cảm ơn con trai. Dạ, lần này đi giảng dạy á, bây giờ gì đi, tới cái chỗ giảng dạy á, thôi ông lên ông dạy thay tôi đi. Cái ông tài xế ông nói gì nè, nói thì đúng là hơn gần 30 năm nay những gì ông nói tôi thuộc lòng hết rồi, thì nói á, thì tôi cũng có thể nói được đó, nhưng lỡ mà tới cái khúc mà người ta hỏi á, tôi trả lời không được thì sao? Lỡ mà người ta hỏi tôi trả lời không được thì sao? Thì ông giáo sư ông nói gì nè, cái câu nào á mà anh trả lời được thì anh trả lời, còn cái câu nào mà anh trả lời không được á, anh nói với cái người hỏi gì nè, cái câu như vậy mà cũng hỏi nữa hả, cái câu gì mà cũng không biết nữa hả, cái câu đó tài xế tôi còn trả lời được nữa nè, nghe tài xế tôi trả lời nè, cái lúc đó anh kêu tôi lên tôi trả lời. Cái anh tài xế này nghe vậy xong nó vậy được, cái câu nào không biết tôi nói vậy thì ông lên trả lời được, để lần này tôi nói chuyện cho. Dạ, với cái câu chuyện cái đó, cứ mỗi lần mà Vũ đứng chia sẻ gì nè, và xuyên suốt hơn 10 năm qua nói về sức khỏe đó, các anh chị cứ hỏi thoải mái, cái câu nào mà các anh chị hỏi Vũ không biết á, Vũ sẽ nói gì nè, cái câu đó mà cũng hỏi nữa hả, tài xế tôi cũng biết trả lời nữa, để tài xế tôi nói cho nghe nè. Tài xế của Vũ tên là Trần Thanh Toàn. hiểu ý này. Nên sau lưng mình có một người thầy á, cái mình an tâm lắm. Xuyên suốt nhiều năm qua đó, rất là may mắn trong cuộc đời của Vũ á, có một người tài xế giống vậy. Và trong cộng đồng WIT á, có rất nhiều những người tài xế giỏi. Chẳng qua là trong cái giai đoạn này á, người ta làm những cái việc quan trọng hơn. Còn những cái việc đơn giản nhẹ nhàng thế này nè, cái Vũ lên Vũ chia sẻ. Khi nào câu khó quá thì tài xế em trả lời. Được không ạ? Dạ, cảm ơn cả nhà. Và kỳ vọng rằng xuyên suốt hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau hiểu hơn. Khóa này thì chúng ta sẽ đặc biệt hơn một chút. Khóa này thì chúng ta sẽ được giao lưu với nhau là 15 buổi. Những khóa trước thì khóa đầu tiên á, thì mình giao lưu với nhau đó là 7 buổi. Rồi sau khi qua 7 buổi xong rồi mới phát hiện á, 7 buổi thì cũng không nói được nhiêu. Cái mình tăng lên 10 buổi. Cái lên 10 buổi xong rồi mới phát hiện á, 10 buổi á, thì nói cũng không được bao nhiêu. Cái lên 12 buổi. Thì sau quá trình 12 buổi rồi á, cái cũng thấy là cũng chưa chia sẻ được hết những gì mà cả nhà kỳ vọng. Nên lần này thầy nói thôi, em nói luôn 15 buổi đi. Rồi tính tiếp. Dạ, nên lần này là chúng ta sẽ được 15 buổi. Đó. Dạ. Khi Vũ xoay ngang như thế này nè, các anh chị thấy cái gì khác biệt so với thầy không ạ? Dạ, khác biệt lớn với thầy đúng không? Dạ. Thầy thì hô, Vũ thì mớm. Nên hai thầy trò phối hợp nhau á, nó kiếm được. Bổ trợ được cho nhau. Dạ, là nhiều người nói vui đó. Trong cộng đồng WIT có hai ông hô ông mớm. Dạ, biết ơn cả nhà. Nên hồi xưa thầy nói Vũ vậy nè, theo cuốn sách đặc biệt mà thầy đọc á, hình như kiếp trước ai ăn ở không phù hợp, kiếp này hô với mớm này sao. Nên hai thầy trò phấn đấu. Dạ, dạ, biết ơn cả nhà. Các anh chị đang nhìn thấy được cái màn hình xe đi à. Dạ. Cả nhà nếu đã nhìn thấy màn hình xe đó, các anh chị phản hồi trên khung chat cái số 1 giúp Vũ nha, cho nó nhanh. Dạ. Dạ, rồi biết ơn cả nhà. Rồi con trai học thì con trai ngồi im phối hợp nè ha, thiết bị công nghệ không đụng vô. Ok không? Phối hợp được thì ngồi, còn không được thì xuống dưới nhà ngủ. Ok. Rồi. Dạ, cảm ơn cả nhà. Rồi, nếu chúng ta đã nghe được hết và đã nhìn thấy được màn hình xe thì cho phép Vũ bắt đầu nội dung của chương trình trong hành trình 15 ngày này. Dạ. Hành trình của chúng ta 15 buổi này nó có tên là lộ trình. 15 buổi này cả nhà, 15 buổi này có tên là lộ trình. Nó là lộ trình. Dạ, lộ trình nâng tầm. Lộ trình nâng tầm nhận thức. Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe. Mười lăm buổi này đó là một hành trình, một lộ trình để sau đó chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cái hành trình cuộc sống của chính mình. Cha đã nói là công nghệ không được đụng, mà tại sao mà cứ không phối hợp thì xuống nhà, còn phối hợp được thì ở đây với cha. Rồi, lộ trình 15 ngày này chúng ta sẽ hiểu hơn 5 tầng, nâng tầm nhận thức nội tâm về cái sức khỏe của chính mình, để sau đó chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cuộc sống của mình để làm sao cho phần đời chúng ta khỏe. Về mặt nội tâm thì 21 buổi thầy đã giao lưu và chuyển giao cho cả nhà rồi. Nên chúng ta sẽ tiếp tục 15 buổi này để chúng ta nắm cái cột nhà bên trái để cùng nhau chúng ta sẽ hiểu hơn. Dạ. Và 15 buổi này nội dung chính là để chính chúng ta sẽ làm chủ sức khỏe của mình trong phần đời còn lại. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái chỗ này. Đây. Với hành trình này á, nếu xuyên suốt trong hành trình của một con người, các anh chị giúp đỡ Vũ á, chúng ta sẽ đơn giản hóa là như thế này. Chúng ta sẽ đơn giản hóa là như thế này. Nếu đơn giản hóa cuộc đời của một con người á, đây, các anh chị giúp đỡ Vũ vẽ ra một cái mũi tên, nó giống như thế này nè. Hành trình cuộc đời của một con người nếu đơn giản hóa lại thì nó giống như cái mũi tên này, nó chỉ gói gọn lại trong có hai chữ thôi, đó là sanh tử. Nó chỉ có hai cái chữ này thôi, sanh tử, nó gói gọn trong hai chữ thôi. Và cái con đường này là cái con đường mà ai cũng sẽ đi qua, ngắn dài khác nhau thôi, nó khác nhau hay không là nằm ở chỗ đó là hành trình cuộc đời của con người, hành trình này nè, trong cái hành trang cuộc đời của mỗi người họ mang theo điều gì, trong cái hành trang của họ, họ mang theo cái gì trong cái con đường này, ai cũng sẽ đi qua thôi, ngắn dài khác nhau. Cái quan trọng là trong hành trang nó chứa cái gì ở trong đó mà để cho cái hành trình này nó có ý nghĩa, nó có giá trị hơn. Dạ, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn lại thực trạng của xã hội nè. Chúng ta sẽ nhìn thấy thực trạng của xã hội trong cái con đường này, nó có một cái trạm mà gần như đa phần con người cũng đều sẽ ghé qua. Cảm ơn con cất cho đây, cha đang chia sẻ mà. Để con cha biết rồi. Cảm ơn hai con. Cảm ơn con. Có một cái trạm mà thường là chúng ta dù muốn hay không muốn thì thường con người nếu chưa biết về sức khỏe hoặc là biết về sức khỏe mà cũng chưa quan tâm thì thường cái trạm này người ta cũng sẽ ghé. Cái trạm này nó mang tên là bệnh. Rồi. Vậy để chúng ta có thể đơn giản hóa hơn trong cái khóa này, để chúng ta hiểu hơn cái hành trình này các anh chị phối hợp với Vũ giúp đỡ Vũ phối hợp trong cái câu hỏi này. Đó là gì? Dạ, giúp đỡ Vũ ha. Bao nhiêu trong số các anh chị đang có mặt trong Zoom này nè đã từng ghé cái trạm này rồi? Có thể đánh trên khung chat cái số 1 được không ạ? Ai đã từng ghé cái trạm này rồi? Thôi ai chưa ghé đi cho nó lạ. Ai chưa ghé đánh số 2. Ai chưa từng ghé cái trạm này đánh số 2 cho nó lẹ. Dạ. Ai chưa từng ghé cái trạm này thì đánh cái số 2. Dạ. Còn ghé đánh số 1. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Rồi. Các anh chị hãy giúp đỡ Vũ rà soát lại trên cái khung chat. Ai đánh con số 2. Ai mà đánh cái con số 2 các anh chị kết nối với họ liền. Rồi sau đó nếu quen với họ thì các anh chị giúp đỡ Vũ là mời họ đi uống cà phê, đi ăn sáng liền. Cái người nào đánh số 2 trên khung chat tới giờ các anh chị rà soát lại từ trên xuống dưới, mời họ, nhanh chóng mời họ đi uống cà phê, đi ăn sáng liên tục. Hỏi họ một câu đơn giản như này: hãy giúp đỡ tôi là tại sao sống tới giờ mà vẫn khỏe mạnh vậy? Bởi vì nếu cái thông tin đó, cái tri thức đó mà nó ứng dụng được cho nhiều người trong cuộc sống thì theo các anh chị, nhiều con người được nhờ không? Dạ. Dạ. Nên ai làm được cái đó thì đó là một trong những cái kiến thức, một trong những cái hiện thực mà con người đang mong muốn hướng tới. Rồi, nếu ai đã lỡ ghé rồi, thì thêm một cái câu nữa. Nếu ai đã từng ghé rồi thì thêm một cái câu nữa. Đó là hỏi thiệt nha, là các anh chị á, muốn ghé cái trạm này bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình á? Các anh chị muốn ghé nó bao nhiêu lần trong cuộc đời này nữa? Dạ không muốn đúng không? Dạ rồi, nếu không muốn á, thì một câu hỏi tiếp theo phải đặt ra, đó là sau khi rời cái trạm đó rồi, sau khi mình rời cái trạm đó đó, sau khi mình rời cái trạm đó đó, mình quay về cuộc sống hàng ngày của mình. Sau khi rời xa cái trạm đó, các anh chị có thể ghi chỗ này, sau khi rời xa cái trạm đó thì làm sao trong phần đời còn lại của mình khỏe mạnh? Chúng ta sẽ làm gì để phần đời còn lại của mình khỏe mạnh? Đó là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Bởi vì nếu như chúng ta không tìm hiểu là làm sao rời xa nơi đó phần đời còn lại của mình khỏe mạnh á, thì chúng ta sẽ tiếp tục ghé trạm đó nữa, để tiếp tục ghé cái trạm đó nữa. Con ngồi xuống giúp cha. Dạ. Nếu như mình không nắm được cái thông tin này, mình không nắm được làm sao để phần đời còn lại của mình khỏe mạnh, thì hiển nhiên cái trạm kia mình sẽ ghé tiếp. Nên các chị cứ đơn giản hóa như thế này, đó là sức khỏe của một con người á, sức khỏe của một con người á, nó rất đơn giản, nó giống như ăn cơm vậy đó. Ngày nào ăn cơm thì ngày đó no, ngày nào không ăn cơm thì ngày đó thiếu. Ngày nào ăn cơm thì ngày đó no, ngày nào không ăn cơm thì ngày đó thiếu. Thì sức khỏe cũng tương tự giống vậy. Đó là ngày nào làm liên quan tới sức khỏe thì ngày đó khỏe, ngày nào làm không liên quan tới sức khỏe thì ngày đó chưa khỏe. Bác ơi, cái cầu. Cái cầu. Đó. Nên nó không có một cái gì trong cuộc đời này làm một lần mà khỏe hết trong phần đời còn lại. Mà sức khỏe là hàng ngày. Sức khỏe là hàng ngày. Ngày hôm nay làm thì ngày hôm nay khỏe. Ngày hôm sau đó, làm thì tiếp tục ngày hôm sau khỏe. Nên cái mong muốn của một con người á, các anh chị nhìn thấy thường nó đơn giản vậy nè. Làm sao sáng sớm mở mắt dậy, ngày hôm đó khỏe mạnh. Làm sao hôm sau mình mở mắt ra thì ngày đó hưng phấn, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, an vui, vân vân. Rồi làm sao trước khi đi ngủ á, thì nhắm mắt vui vẻ nhẹ nhàng, thức dậy thì khỏe mạnh, nhắm mắt thì vui vẻ. Rồi giây phút cuối cuộc đời của một con người á, thì đơn giản làm sao nhắm mắt xong á là nó nhẹ nhàng luôn, nó vui vẻ luôn. Cái đó là cái ao ước của con người. Vậy thì cái này là cần phải học tập, bởi vì cái này không có ai làm thay được mình, không có ai làm thay được mình. Nên nếu như ai đó về mặt cái sức khỏe của chính mình á, mà dựa vào người khác thì khỏe tạm thời, còn dựa vào chính mình á, thì nó mới lâu dài được. Nên các anh chị đến với bác sĩ, đến với y sĩ, đến với người chuyên môn giống như tụi em á, thì tụi em vừa có thể giúp các anh chị hết bệnh trong cái thời điểm đó và giữ lại cái sinh mạng của cái người đó khi gặp mình. Còn sau khi mà rời xa bệnh viện, rời xa bác sĩ, rời xa phòng khám, về nhà chúng ta sẽ học gì, chúng ta sẽ làm gì, chúng ta ăn gì, vân vân và vân vân để khỏe mạnh đây. Thì cái đó chính các anh chị phải làm, bác sĩ không làm thay được. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong phần đời còn lại của chính mình, nhanh chóng nhất có thể, thì lúc đó mới khỏe được. Dạ, hình dung ý này không ta? Hình dung được không ạ? Nếu hình dung được, nếu hình dung được, dạ, vậy thì một câu hỏi tiếp theo để chúng ta bắt đầu đi vào chính nội dung của chương trình này luôn. Hai chị em xuống dưới chơi đi con. Rồi, đóng cửa giúp cha nha. Này, chúng ta sẽ làm rõ cái chỗ này. Vậy thì giúp đỡ Vũ nè. Bao nhiêu trong số các anh chị biết sức khỏe là quan trọng và mình thực sự cần sức khỏe? thì đánh vào cái khung chat chữ tôi. Tôi hoặc là tôi, miền Nam là tôi. Dạ, bao nhiêu cô chú anh chị thấy mình cần sức khỏe và sức khỏe thực sự quan trọng thì mình đánh vào cái khung chat cái chữ tôi. Dạ. Rồi, nếu như các anh chị cảm nhận được điều đó, hỏi cái câu này thì thực sự tương đối nó hơi thừa, nhưng mà phải hỏi. Phải hỏi, tại vì đơn giản vậy nè, nếu thực sự chúng ta cảm nhận được là sức khỏe nó quan trọng và mình thực sự mình cần sức khỏe, thì cái câu hỏi đầu tiên mình cần phải làm rõ, đó là cái sức khỏe là cái gì. Đầu tiên là mình phải trả lời cái câu này, đó là sức khỏe là gì. Tại mình nắm được sức khỏe là gì á, thì hành trình cuộc đời của mình á, lúc đó mình mới biết làm cái gì để khỏe. Chúng ta sẽ quay ngược về quá khứ để lấy một cái ví dụ để chúng ta có thể cùng nhau dẫn dắt vào cái thông tin, vào cái nội dung này một cách đơn giản hóa lại. Chúng ta sẽ nhớ về quá khứ nè. Ví dụ như các cô chú lớn tuổi hơn Vũ nè, ai đó đang bằng độ tuổi của Vũ á, thì chúng ta sẽ quay về quá khứ, cái thời mà mình còn là học sinh á, chúng ta sẽ lấy cái bối cảnh này để chúng ta làm lại. Đây, cái mình quay về cái thời học sinh của mình nè, cái mình chỉ cần mình liệt kê đơn giản là thôi, lấy cái này mình đưa qua sức khỏe cho nó đơn giản. Đó là một bạn học sinh nào đó ở quá khứ của mình á, hoặc là hiện tại bây giờ nè, một học sinh á, học sinh nó mong muốn sẽ trở thành là học sinh giỏi. Vậy thì để trở thành học sinh giỏi á, thì cần bao nhiêu điều kiện? Để trở thành học sinh giỏi thì cần bao nhiêu điều kiện? Dạ. Thì thông thường chúng ta sẽ thấy đơn giản như nè. Để trở thành học sinh giỏi á, thì nó có các điều kiện đơn giản như sau. Trước đây nha, còn bây giờ có thể sẽ có nhiều hơn. Thì cái thứ nhất á, là kết thúc một cái học kỳ hay một năm học đó, làm sao bình quân điểm nó trên 8 chấm. Rồi, cái thứ hai đó là hạnh kiểm phải tốt. Và cái thứ ba là không có cái môn nào á mà nó dưới 6.5. Vậy thì trước đây cái thời điểm mà Vũ học á, là ba cái tiêu chí này. Vậy thì kết thúc một năm học á, bạn nào đáp ứng được ba cái điều kiện này thì sẽ được nhà trường á, xác nhận và tặng cho một cái giấy khen gọi là học sinh giỏi. Thì ai muốn trở thành học sinh giỏi thì sẽ có cái hướng phấn đấu, đó là cái môn nào đang học tốt thì làm sao á duy trì và học tốt hơn. Hạnh kiểm tốt là như thế nào thì đạt được điều đó là xong. Cái môn nào học kém á, thì ráng làm sao 6.5, đừng để dưới cái này. Vậy thì kết thúc năm chính thức là được xin giỏi. Vậy thì bạn này mà không đạt thì bạn cũng sẽ biết là tại sao mình không đạt. Vậy thì mùa sau, năm sau, nếu muốn trở thành học sinh giỏi thì cũng sẽ biết cái cách để mà đạt học sinh giỏi. Cả nhà hình dung ý này không ạ? Hình dung chỗ này không ạ? Dạ, nếu hình dung được chỗ này, vậy thì chúng ta sẽ đổi cái từ học sinh giỏi này nè thành cái chữ sức khỏe. Vậy thì sức khỏe là gì? Giống như mình hỏi học sinh giỏi là gì, vậy thì sức khỏe là gì? Nó cần bao nhiêu điều kiện? Tức là cái khái niệm của sức khỏe. Khi chúng ta nắm được cái khái niệm của sức khỏe, chúng ta nắm được sức khỏe là gì, thì lúc đó chúng ta mới biết thứ nhất, thứ hai, thứ ba là gì. Thì cái thời điểm đó, khi chúng ta đạt được cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay bao nhiêu đó, miễn là sức khỏe nó cần những cái yếu tố đó, điều kiện đó, mình đáp ứng hết tất cả các yếu tố mà sức khỏe cần, thì chính thức thời điểm đó mình sẽ khỏe. Cho nên chúng ta sẽ phát hiện được tới hiện tại, thông thường phần lớn của con người không phải là không đạt được sức khỏe, mà là bởi vì không biết sức khỏe là gì, cho nên làm hoài nó không khỏe. Giống như các khái niệm phi vật chất mà các anh chị học ở trong lớp thấu hiểu nội tâm, giống như là gì, hạnh phúc. Thì không phải hạnh phúc nó khó tìm, Mà bởi vì con người chưa khái niệm được hạnh phúc là gì, cho nên phấn đấu hoài cũng chưa đạt hạnh phúc. Thành công là gì? Không định nghĩa rõ ràng về thành công thì làm hoài nó cũng không thành công. Thì tương tự như vậy, cái sức khỏe cũng vậy. Vậy thì hiểu một cách rất là đơn giản là cái gì đó trong cuộc sống, khi chúng ta muốn đạt được điều đó, điều đầu tiên là chúng ta hiểu khái niệm về nó. Chúng ta hiểu cái định nghĩa về nó, cái khái niệm của nó, để chúng ta biết nó cần bao nhiêu điều kiện và chúng ta sẽ có hướng phấn đấu để đơn giản hơn, để có thể đạt được nó trong cuộc sống. Tại vì chúng ta sẽ thường nghe đơn giản vậy nè. Với sức khỏe đi. Với sức khỏe thì cả nhà thường nghe cái câu là gì? Sức khỏe là vàng. Có nghe câu này không ạ? Mình có nghe sức khỏe là vàng không ạ? Thật có nghe sức khỏe là vàng không ạ? Dạ. Vậy thì nếu sức khỏe là vàng thì chủ tiệm vàng sẽ không có bệnh. Tại vì ông có rất nhiều vàng. Đúng vậy không? Nếu sức khỏe là vàng thì chủ tiệm vàng sẽ không bệnh. Nếu như có trình độ, có học thức, có bằng cấp cao mà có được sức khỏe thì bác sĩ, thạc sĩ, giáo sư đã không bệnh. Nếu như tuổi trẻ mới có sức khỏe thì sẽ không có bệnh viện nhi. Nếu như có địa vị trong cuộc sống mà có được sức khỏe thì những người địa vị cao đã rất là khỏe rồi. Vậy thì nếu mình không nắm được cái khái niệm này thì chúng ta sẽ bắt đầu phát hiện rằng gần như trong cuộc sống chúng ta mơ hồ, chúng ta làm nhiều cái, chúng ta muốn khỏe nhưng mà hình như cái đó nó không liên quan tới sức khỏe hay sao. Nên làm hoài mình muốn khỏe nên cũng chưa khỏe. Mà thông thường con người chỉ đợi, đó là đợi bệnh rồi đi chữa thôi. Các anh chị có hình dung ý này không ạ? Thường là họ đợi bệnh rồi mới đi chữa thôi. Dạ. Cho nên cái khái niệm sức khỏe là cái đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ nếu thực sự chúng ta muốn khỏe. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm rõ từng cái tiêu chí trong cái thông tin đó. Và hàng ngày chúng ta làm liên quan tới sức khỏe thì chúng ta mới khỏe. Nên trong cái khái niệm về sức khỏe, trong hành trình của sức khỏe, các tiền nhân đi trước ta có một câu đơn giản. Đó là tuổi thọ của con người không mưu cầu quá 100. Chỉ mong cầu mỗi ngày đều khỏe. Tuổi thọ của con người không mưu cầu quá 100. Mà chỉ mong cầu mỗi ngày đều khỏe là người ta hạnh phúc rồi. Là người ta hạnh phúc. Và nếu quay lại chỗ này, chúng ta sẽ phát hiện rằng nếu như hành trang trong cuộc đời của một con người, trong hành trang đó mà có mang theo một cái người bạn, cái người bạn đó tên sức khỏe, thì chúng ta sẽ phát hiện rằng nếu hành trang này nó có cái này ở trong đó thì cuộc đời của con người thông thường nó sẽ có ý nghĩa và nó có giá trị hơn nếu trong hành trang của họ có mang theo điều này. Cả nhà có đồng ý với quan điểm này không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ thấy với cái sức khỏe nhiều người không thấu hiểu, cho nên dần dần trong cuộc sống có những cái rất đơn giản nhưng mà họ lại ảnh hưởng tới trong cái chất lượng cuộc sống của họ rất là nhiều. Và các anh chị sẽ thấy rằng một gia đình hạnh phúc là một gia đình phải không có người bệnh. Một quốc gia muốn phát triển thì quốc gia đó phải ít người bệnh nhất có thể. Nên việc mà chúng ta thấu hiểu và chúng ta chăm lo cho sức khỏe của chính mình thì chúng ta đã đóng góp vào xã hội rồi, chứ cũng chưa cần phải làm điều gì lớn lao. Có sức khỏe chúng ta sẽ có nhiều điều mong muốn trong cuộc sống sẽ nó rõ nét hơn. Hay có một cái câu chuyện mà trước đây Vũ được một người bạn kể lại cho mình mà nó cảnh tỉnh Vũ trong cái thời điểm đó. Dù là trước đây Vũ làm ngành y tế, truyền thông bên mảng đó, nhưng mà mình không có quan tâm sức khỏe đúng mực. Có một người thầy hỏi học trò của mình mà theo con thì trên thế giới này nơi nào là sẽ có nhiều lời cầu nguyện nhất? Học trò trả lời dạ chắc là ở trong chùa. Thầy trả lời không phải. Cái gì là chắc nhà thờ hả thầy? Không phải con à. Vậy thì ở đâu thưa thầy? Thầy mới trả lời trong bệnh viện con à. Nơi đó là nơi có nhiều lời cầu nguyện chân thành nhất thế giới. Và chúng ta sẽ phát hiện rằng trong hành trình cuộc sống của con người, thường họ đợi bất ổn rồi họ mới bắt đầu quan tâm. Ai cũng biết sức khỏe nó quan trọng, nhưng mà quay lại thực tiễn cuộc sống thì thường là những gì làm hàng ngày thường nó chưa liên quan tới sức khỏe. Không quá khó để chúng ta có thể làm điều này. Các anh chị giúp đỡ Vũ nha, nếu ai đó đang mở cam, hoặc là các anh chị thuận lợi ở trên chat, hay là phối hợp được trong cái công nghệ thì phối hợp thêm trong 3 cái câu trắc nghiệm đơn giản là mình sẽ biết được tại sao xã hội ngày càng phát triển, kiến thức ngày càng nhiều, dễ cập nhật hơn trước đây, nhưng mà bệnh tật nó lại không có thuyên giảm mà lại nhiều hơn. Đây, câu thứ nhất. Bao nhiêu trong số các anh chị biết rằng á, thức khuya thường xuyên là không tốt cho sức khỏe, có thể giơ tay ạ? Dạ. Nếu ai mở cam thì giơ tay, còn ai không thuận lợi mở cam thì raise hand. Dạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Rồi, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Bao nhiêu trong số các anh chị vẫn còn thức khuya, giơ tay? Rồi, xong rồi đó. Mới có 2 câu thôi, chưa cần 3 câu. Nên giữa việc mà biết và làm, đó là 2 cái khác biệt. Đa phần con người đều biết đó là thức khuya thường xuyên không tốt cho sức khỏe, nhưng hỏi ai còn thức khuya thì cũng là những cánh tay đó, không có để xuống. Rồi, câu thứ 3. Có người thức tới sáng luôn ha. Mấy giờ được tính là khuya? Dạ, thì cái này là chúng ta sẽ tới cái học phần dưỡng sinh, chúng ta sẽ hiểu khi nào được gọi là khuya. Dạ. Bao nhiêu trong số các anh chị biết rằng nhậu thường xuyên là không tốt cho sức khỏe? Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị vẫn còn nhậu? Giơ tay cao hơn chút nữa. Rồi, ai còn nhậu mà còn rủ người ta nữa? Giơ thêm tay còn lại. Dạ em. Hay sao? Dạ. Rồi, vậy thì đơn giản chúng ta sẽ thấy biết và làm đó là 2 cái nó mang tới cái kết quả nó khác biệt, và hiển nhiên cái việc mà người ta làm nó cũng sẽ dựa cái nền tảng là từ cái biết của chính họ, bởi biết làm sao thì người ta làm vậy thôi. Nên thông thường người ta chưa có khái niệm về sức khỏe một cách rõ nét, nên thường là đợi bệnh rồi thì người ta mới đi chữa bệnh. Thì đây sẽ là một cái khái niệm mà xuyên suốt phần đời của chính mình. Nếu mình muốn khỏe thì mình sẽ đi tìm hiểu, mình sẽ chủ động đi tìm hiểu đó, ở đâu cũng được, miễn là cái khái niệm này chúng ta rõ ra. Từ ngày mình rõ được cái khái niệm sức khỏe là gì, mình sẽ rõ cái con đường để hướng tới sức khỏe. Vũ hay nói vui vậy nè, nếu mình có sức khỏe thì một ngày nào đó đẹp trời, cái mình đi du lịch á với người yêu của mình, một nửa của mình, vợ mình, cái mình tới bãi biển xong á, cái mình ôm vợ mình á, một tay mình ôm vợ của mình, cái tay còn lại cái mình chỉ ra biển, cái mình nói bên em là biển rộng. Còn nếu như mình không có sức khỏe, mình không có chăm lo ngay từ ban đầu, thì lúc này á, nằm trên giường bệnh, mình sẽ nhìn trái, mình sẽ nhìn phải, và mình nói biển một bên và em một bên. Bên trái là cái chai nước biển nó treo lòng thòng, bên phải là cái em y tá chuẩn bị thọt cái dây nước, cái kim nước biển vô cho mình. Thì mình sẽ thích cái hình ảnh nào? Mình muốn biển một bên và em một bên, hay là mình muốn bên em là biển rộng? Thì chính cái thời điểm này nè, nó sẽ quyết định cái hình ảnh đó trong tương lai nó như thế nào. Chính cái hình ảnh này nó sẽ quyết định. Có 2 vợ chồng nữa đó, có 2 vợ chồng đã yêu nhau, sinh sống bên nhau cũng 20 năm rồi. Cái ngày đó, sáng sớm ông lão thức dậy, ông ngồi trước hàng bar, ông uống trà, ông ăn sáng. Cái bà đi ra, cái rót trà cho vợ, cái uống ly trà, cái ông thở dài. Cái bà vợ hỏi cái gì mà ông thở dài mới sáng sớm? Nói em à, hình như mình sống bên nhau được 20 năm rồi đó. Cái bà vợ đúng là anh 20 năm rồi. Cái ông thở dài thêm cái nữa, ông uống ngụm trà, cái ông nói em có nhớ 20 năm trước cái ngày mà anh chở em đi chơi khuya về không? Nó nhớ chứ anh, cái ngày đấy anh chở về xong lúc đó gần nửa đêm rồi, thì ba em đợi trước cửa. Đúng rồi, ba em đợi trước cửa, và ba em mới chỉ vô mặt anh và nói rằng, tại cái thời đó thì cái thời phong kiến cho nên là văn hóa này kia, phụ nữ mà con gái đi đêm thì nó mang tiếng. Cái ông nói vậy nè, anh có 2 lựa chọn, một là anh cưới con gái tôi, 2 là tôi thưa đã anh ở tù, chết cái tở này chắc cũng cỡ 20 năm mà. Và lúc đó anh đã lựa chọn lấy em. Cái cô gái cười nói dạ đúng rồi, và mình đã ở bên nhau 20 năm. Vừa nói xong cái ông uống thêm ngụm trà, cái ông thở dài cái nữa. Nó nói vụ gì với ông? Cái lúc này ông nói Giá như 20 năm trước á, anh chọn ở tù thì bây giờ anh tự do rồi. Vậy thì khi nghe cái câu chuyện này lần đầu mà thầy Vũ kể á, cái Vũ mắc cười quá, cái Vũ cười xa xả vậy đó. Cái ông thầy ông nhấn đi một câu như thế này: trong cái cuộc sống của con người á, có nhiều cái giá như có thể trải nghiệm bằng cái cuộc sống đau khổ phải chịu đựng suốt 20 năm, nhưng với sức khỏe của một con người, hai chữ giá như đó đôi lúc phải trả giá bằng sinh mệnh. Có nhiều người nằm trên giường bệnh, lúc này bắt đầu mới giật mình, mới nói rằng giá như tôi biết như thế này thì 10 năm trước tôi đã không nhậu, giá như tôi biết như thế này thì 10 năm trước tôi đã không làm cái này, làm cái nọ. Nên có những cái giá như trong cuộc đời phải trả giá bằng sinh mệnh, và trong đó, đó chính là sức khỏe. Nó chỉ là những cái rất đời thường hàng ngày thôi, nhưng mà chúng ta thường sẽ không quan tâm tới nó. Để khi bất ổn rồi mình mới giật mình, giá như. Ví dụ đơn giản, các anh chị có thể giơ cánh tay của mình lên, cánh tay nào cũng được, để mình nhớ luôn cái này trong suốt phần đời của mình. Tay nào cũng được. Các anh chị giúp đỡ Vũ trong cái ví dụ này để mình nhớ luôn. Rồi mình nắm cái tay của mình lại, nắm cái tay của mình lại, rồi các anh chị bóp giúp Vũ, bóp liên tục, nhanh một chút rồi chậm lại. Bóp chứ? Dạ. Rồi bóp như thế này nửa tiếng thì sao ạ? Bóp như thế này 30 phút thì sao ạ? Sẽ mỏi, đúng không ạ? Mỏi thì mình sẽ dừng lại, đúng không? Đúng không ạ? Rồi các anh chị nắm tay lại, các anh chị đặt lên trái tim của mình, cái mình hỏi gì nè: tim ơi, bạn có mệt không? Đâu có bao giờ mình quan tâm đến trái tim đâu. Dù chúng ta làm gì, dù chúng ta giận hờn, dù chúng ta buồn phiền, dù chúng ta vui vẻ, dù như thế nào đó trong cuộc sống này, vào dù mình đang ngủ thì tim nó vẫn vận hành. Nhưng mà mình đâu có quan tâm đến trái tim. Rồi những cái gì mà mình đưa vào trong cơ thể của mình hàng ngày này, mình ăn, mình uống, thì hiển nhiên hệ thống tiêu hóa nó làm việc. Nhưng mà trước khi nó vận hành thì bắt đầu nó qua cái lá gan này, lá gan nó xử lý này. Nó xử lý những gì bất ổn của cơ thể, nó chỉ giữ lại những gì tinh túy để sau đó nó đưa vào trong máu, để quay qua hệ thống tuần hoàn, để đi nuôi dưỡng cái cơ thể này. Dạ. Con bóp ít đó con. Hình dung ý này không ạ? Và không phải chỉ tim với gan không đâu, mà thận nè, nhẹ nhàng nha con, đóng cửa nhẹ nhàng giúp cha. Thận nè, phổi nè, mắt nè, não nè, vân vân và vân vân. Từng cái chi tiết ở bên trong cơ thể của con người, nó là một khối thống nhất. Dù nó được gọi tên một cách riêng biệt, nhưng nó có sự liên kết mật thiết với nhau để có thể duy trì sự sống của con người. Nhưng mà chúng ta thường ít quan tâm tới nó. Đến một ngày cái mình nói giá như, thì lúc này coi chừng nó không kịp. Coi chừng nó không kịp. Nên sức khỏe nó không ở đâu xa đâu, mà quay qua quay lại nó chính là cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Là mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mình làm cái gì. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Để chữa bệnh thì nó rất phức tạp, nhưng mà để khỏe thì nó rất là đơn giản. Để tìm cách cứu chữa một tế bào bị ung thư á, thì tốn rất nhiều thời gian và tài chính. Nhưng để có thể ngăn ngừa một tế bào ung thư thì nó đơn giản hơn. Để có thể cứu chữa một tế bào ung thư á, thì nó tốn kém rất nhiều chi phí, tài chính và thời gian. Nhưng để có thể ngăn ngừa tế bào ung thư thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ là những cuộc sống hàng ngày của mình thôi mà. Nếu mình biết cái đó thì nó sẽ khác đi rất là lớn trong cuộc đời của chính mình. Ví dụ đơn giản ra, một người á, mà muốn khỏe cái lá gan thì dân gian có một câu đơn giản: nóng giận thì hại gan. Nóng giận thì hại gan. Vậy thì một người nào đó mà muốn khỏe cái lá gan thì cái đầu tiên là họ sẽ quay lại chính họ. Họ sẽ kiểm soát cái trạng thái, cái tánh của họ là họ không nóng giận nữa. Nhưng nếu một người nào đó mà muốn chữa bệnh gan thì đợi cái lá gan bệnh rồi sẽ đi chữa. Trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như phụ nữ đi, phụ nữ hay lắm nghe. Phụ nữ biết á, ghen tuông là một trong những yếu tố dẫn tới bệnh tật, và trong đó là huyết áp. là một trong những yếu tố nha, chứ không phải là ai ghen cũng huyết áp nha. Dạ, thì lúc này các anh chị sẽ thấy nè, phụ nữ hay lắm. Dẫu biết rằng ghen là cao huyết áp, lòng dặn lòng uống thuốc chứ không bỏ ghen. Rồi sao khỏe? Thuốc thì cứ uống, ghen thì cứ ghen, rồi sao khỏe đây? Kịp ý này không ạ? À? Nên đó là cả một hành trình. Dạ, nó có nhiều lắm nha. Ghen tuông chỉ là một trong những yếu tố thôi. Nên cái khái niệm đầu tiên mà chúng ta thực sự muốn khỏe, chúng ta phải nắm, đó chính là sức khỏe là gì. Và cái này chúng ta rất là đơn giản để có thể tìm. Nhưng cái trọng điểm là làm sao chúng ta làm rõ ra từng cái tiêu chí đó. Vậy thì hiện tại trên thế giới nó có nhiều cái khái niệm. Nó có nhiều cái khái niệm liên quan tới sức khỏe. Và một trong những cái khái niệm mà được ứng dụng gần như rộng rãi và đa phần được ứng dụng trên thế giới là của Tổ chức Y tế Thế giới. À, của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhắc lại hai câu thơ đó hả? Hình ảnh nào tốt nhớ nha. Dẫu biết rằng ghen là cao huyết áp, lòng dặn lòng uống thuốc chứ không bỏ ghen. Mở ngoặt thơ con cóc. Chứ không ai làm thơ kiểu đó. Dạ. Rồi. Rồi, vậy thì theo Tổ chức Y tế Thế giới á, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cái khái niệm của sức khỏe nó đơn giản như thế này. Đó, khái niệm nó đơn giản như thế này. Đó là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất, và xã hội. Chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay là không thương tật. Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Chứ không đơn thuần là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Nhưng để chúng ta làm lớn lên cái hình ảnh của sự khỏe mạnh thì chúng ta chỉ cần nhớ ba cái yếu tố là tinh thần, thể chất và xã hội thôi. Nhưng nếu phân tích rõ thì ở đây các anh chị sẽ thấy nè. Chúng ta sẽ lấy một cái tờ giấy khác để chúng ta làm rõ chỗ này. Đây. Chúng ta sẽ phân biệt rõ hai cái này là nâng tầm nhận thức của mình lên luôn nè. Thì lúc này nó sẽ khác biệt liền, là ngay trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình thực sự mình thấu suốt điều này, mình nâng nó lên thành nhận thức của chính mình, thì từ thời điểm đó chính chúng ta bắt đầu bước đi trên con đường khỏe mạnh. Và hành trình khỏe mạnh đó ngắn dài là tùy vào mỗi người. Nó phụ thuộc vào công cụ của mỗi người. Ví dụ cũng là đoạn đường 200 km, nhưng người có xe hơi họ sẽ đi nhanh hơn người đi xe gắn máy. Và hiển nhiên người đi xe gắn máy cũng sẽ nhanh hơn người đi xe đạp và tương tự. Nhưng mình biết cái con đường thì sớm muộn gì nó cũng tới. Miễn là mình muốn đi nha. Còn không đi thì hiển nhiên sở hữu công cụ gì cũng không tới. Hình dung ý này không ạ? Dạ. Rồi, thì ở đây các anh chị làm rõ chỗ này giúp Vũ nè. Khi mình nắm được cái khái niệm đó rồi á, thì mình đã phân biệt được rất là rõ cái chỗ này nè. Sức khỏe. Đó. Sức khỏe và không bệnh. Sức khỏe và không có bệnh là hai cái khác nhau. Sức khỏe và không bệnh là hai cái khác nhau. Sức khỏe và không bệnh là hai cái khác nhau. Không có bệnh thì chưa chắc là khỏe. Không có bệnh thì chưa chắc là khỏe. Nhưng mà khỏe thì chắc chắn là không bệnh. Tại vì trong định nghĩa, trong khái niệm của Tổ chức Y tế Thế giới đã ghi rất là rõ, sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội, chứ không đơn thuần là cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Nhưng khổ nổi là xã hội được định hướng hoặc là chúng ta chưa nắm rõ cái khái niệm đó, cho nên phần lớn con người chỉ đang nỗ lực làm cho không bệnh thôi. Thì lúc này chưa khỏe. Chưa khỏe. Hình dung chỗ này không ta? Các anh chị hình dung chỗ này không ạ? Mà nếu muốn khỏe là nó phải bao hàm. Nếu chỉ dừng lại chỗ này thôi thì con người chưa khỏe được. Mà muốn khỏe thì ngoài cái việc không bệnh ra, thì nếu không bệnh thì chúng ta sẽ hiểu ngay đó chính là điều trị. Để một người mà không có bệnh thì nó đã liên quan tới y học, nó gọi là điều trị. Thì điều trị thì có nhiều cái góc nhìn, nhiều cái hệ quy chiếu. Các anh chị tin ở cái góc nhìn nào hơn thì mình sẽ ưu tiên chọn lựa ở đó. Thì tối đa của việc điều trị nó sẽ là dẫn tới con người không có bệnh tật. Nhưng không có bệnh tật rồi thì chưa chắc là người ta khỏe mạnh. Bởi vì khỏe mạnh hay sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội, chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Nên nó phân làm hai vế rất là rõ nét. Cái vế thứ nhất là không có bệnh, không có thương tật, thì đây là vai trò của người có chuyên môn. Đây là vai trò của y sĩ, của bác sĩ, của dược sĩ, của điều dưỡng, của y tá, vân vân. Hành trình đó người ta phối hợp lại để làm cho một người hết bệnh. Nhưng để khỏe mạnh thì nó lại liên quan tới ba cái yếu tố, đó là tinh thần, thể chất và xã hội. Thì nó phân biệt rất rõ. Đó là khâu điều trị là ở người chuyên môn, nhưng khâu tinh thần, thể chất và xã hội là của bản thân mỗi người. Bác sĩ không làm thay. Nên muốn hết bệnh thì có thể nhờ bác sĩ, ok. Nhưng nếu muốn khỏe thì không chỉ dừng lại ở việc nhờ bác sĩ, mà ngoài việc nhờ bác sĩ ra, chúng ta cần phải học tập và làm được. Đó là tinh thần của họ phải thoải mái toàn diện, thể chất của họ phải thoải mái toàn diện, và yếu tố xã hội phải thoải mái toàn diện. Và xã hội ở đây là bao hàm nhiều cái yếu tố, nó bao gồm cả nơi họ đang sống nè, môi trường sống nè, nguồn nước nè, rồi tính chất công việc của chính họ nè, và trong đó trọng điểm là mối quan hệ xã hội. Cho nên ở yếu tố xã hội này, người ta sẽ lấy cái yếu tố trọng điểm, đó là mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ xã hội. Vậy thì một người chúng ta sẽ thấy nè, ví dụ như lực sĩ đi, họ có thể nâng được một cái tạ hàng trăm ký, thì về sức khỏe thể chất của họ có, nhưng chưa chắc là sức khỏe tinh thần của họ tốt. Một người có thể thể chất kém, nhưng chưa chắc là tinh thần của họ có vấn đề. Nhưng một người nào đó thể chất rất tốt, rất là khỏe mạnh, bụng sáu múi, tinh thần vui vẻ, nhưng chưa chắc là mối quan hệ tương tác xã hội tốt. Bởi vì nếu không nhận thức được về nội tâm, không nâng cái nhận thức nội tâm về con người lên, thì phần lớn trong xã hội thường người ta thấy con người là thấy có vấn đề. Thì sức khỏe xã hội đã có vấn đề. Cụ thể chút xíu, chúng ta có thể liệt kê trong quá trình nghiên cứu về y học, người ta phát hiện rằng ví dụ như là về tiểu đường đi. Tiểu đường đi, thì yếu tố của bệnh lý nó nằm ở trên cơ thể của một người, thì người ta kiểm tra trọng điểm, người ta sẽ thấy được đó là bất ổn nằm ở tuyến tụy và của nội tiết tố, nó liên quan tới hormone insulin. Nhưng về yếu tố của tinh thần và thể chất, tinh thần và xã hội, thì người ta lại phát hiện rằng những người mà bị tiểu đường nếu có liên quan tới tinh thần nha, nếu có liên quan tới xã hội nha, còn không có thì đơn thuần nó là ở tuyến tụy với insulin thôi. Thì người ta lại phát hiện rằng thường những người bị tiểu đường thì quá khứ của những người đó họ bị đối xử chua xót cay đắng quá. Họ bị đối xử một cách quá chua xót và cay đắng, hoặc là họ cảm nhận là họ bị đối xử chua xót cay đắng. Nên dần dần họ cảm thấy khiếm khuyết ở trong nội tâm của họ một cái gì đó. Họ cần cái cảm giác ngọt ngào, yêu mến, yêu thương. Và một trong những cái yếu tố đó chính là họ thèm đồ ngọt và thèm nước nhiều. Và dần dần dẫn tới lâu dài, nó sẽ biểu hiện ra cái thể chất của chính họ là nằm ở cái tuyến tụy và insulin có vấn đề. Thì về mặt y học, nguyên tắc của y học rất là đơn giản, đó là họ sẽ kiểm tra ở trên thực thể. Chỉ khi nó tổn thương thực thể thì người ta mới kết luận bệnh tật. Không tổn thương thực thể thì y học Tây y sẽ không kết luận. Hình dung cái này không ạ? Nếu không có tổn thương thực thể họ sẽ không kết luận bệnh. Nó nằm ngoài cái khung cho phép thì họ mới có quyết định. Ví dụ như huyết áp của một con người nó nằm trong cái ngưỡng nào, vượt qua cái ngưỡng đó mới kết luận là huyết áp, nhưng gần cái ngưỡng của nó thì người ta vẫn kết luận là bình thường. Trong cái kiểm soát cân nặng của một người, ví dụ chuẩn của người châu Á đó là 18 cho tới 22.9, qua 23 người ta mới gọi là thừa cân. Ở châu Âu thì là 24.9, 24 đó. Thì nếu như rơi vào cái con số là 22.9 người ta vẫn kết luận là cân nặng bình thường, nhưng mà thực tiễn nhìn vào thì cái người đó đã thừa cân rồi, nhưng họ vẫn tưởng là họ bình thường. Hình dung ý này không ta? Ví dụ thứ hai về yếu tố của bệnh hen suyễn. Về thực thể khi đi khám bệnh, người ta sẽ thấy cái khiếm khuyết của cái hệ thống hô hấp mà nó sanh ra hen suyễn, và nặng hơn nếu có cái tác nhân của yếu tố xâm nhập, ví dụ như là khói thuốc, bụi hay một cái gì đó tùy người, họ sẽ làm cho cái đường hô hấp có vấn đề mà sanh ra hen suyễn. Nhưng nếu nghiên cứu về yếu tố của tinh thần và xã hội thì người ta lại phát hiện ra, nếu có nghe cái này thì không khẳng định được, tại vì tinh thần, yếu tố nội tâm của con người mình đâu có nhìn ra được, chỉ có bản thân họ nhìn ra thôi, nên cái phần này mình chỉ có liệt kê chứ không có khẳng định. Bởi vì nếu chúng ta khẳng định thì không còn là thầy thuốc nữa mà trở thành thầy bói. Nên yếu tố về tinh thần hay xã hội mình chỉ có thể liệt kê thôi, rồi người ta liêm chính nội tâm tự rà soát, nếu có thì điều chỉnh, không có thì rất mừng, bởi vì nó chỉ là tổn thương thực thể, nó sẽ đơn giản hơn cho người ta cải thiện. Nó sẽ đơn giản hơn cho người ta cải thiện. Hình dung ý này không ạ? Về yếu tố của tinh thần và xã hội, về yếu tố của tinh thần và xã hội thì chỉ có liệt kê, không có kết luận. Về yếu tố của tinh thần và xã hội thì chỉ có liệt kê, không có kết luận. Bởi vì nếu kết luận thì trở thành thầy bói chứ không phải thầy thuốc. Và đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, chứ nó không phải là tất cả. Ví dụ như một ai đó họ nói đó là tôi bị chuột rút thì có phải là tôi thiếu hụt canxi không? Tôi bị chuột rút thì có phải là tôi bị thiếu hụt canxi không? Nếu ai trả lời là phải là tiêu rồi đó. Bởi vì thiếu hụt canxi chỉ là một trong những yếu tố dẫn tới chuột rút, chứ nó không phải là tất cả. Ăn mặn có phải làm cho người đó bị huyết áp không? Cũng không thể trả lời là chính xác là ăn mặn dẫn tới huyết áp, mà ăn mặn nó chỉ là một trong những cái yếu tố dẫn tới huyết áp. Hình dung ý này không ạ? Và mỗi một cái góc nhìn về mặt y học, người ta sẽ có cái luận chứng, người ta sẽ có cái nghiên cứu và cái lý luận riêng của họ. Nên cái chúng ta cần làm là chúng ta sẽ mở rộng cái góc nhìn đó ra để có thể biết rằng trong cái trường hợp đó của chính họ nó rơi vào trường hợp nào. Lúc đó sẽ hỗ trợ một cách đơn giản hơn. Ví dụ quay trở lại về hen suyễn thì tổn thương thực thể nó ảnh hưởng trên cái hệ thống hô hấp mà làm cho cái vùng hô hấp nó bị hẹp đi, thường là bị hẹp nên dẫn tới bị hen suyễn. Nhưng với yếu tố của tinh thần và xã hội thì lại phát hiện nếu có thì phần lớn những người bị hen suyễn là có bất ổn các mối quan hệ của họ với mẹ của họ là phần lớn, phần nhỏ ở cha. Tức là cứ nói cái gì đó ra là sẽ bị mẹ la, mẹ phản đối, làm này làm kia không cho phép vân vân. Nên cuối cùng nó dẫn tới cái trạng thái uất nghẹn mà sanh ra khiếm khuyết của hô hấp dẫn tới hen suyễn. Nhưng có một số trường hợp là hen suyễn bẩm sanh, tức là vừa sanh ra thì đã bị. Thì nếu có liên quan tới yếu tố xã hội hay tinh thần thì có một vài nghiên cứu người ta phát hiện là trong cái quá trình mang thai á, cái người phụ nữ đó phát hiện bào thai xong không muốn giữ đứa con đó, tức là muốn bỏ thai. Mà ngay cái thời điểm là nó hình thành ngay cái hệ thống hô hấp và nó cảm nhận được đó là cái người đó không muốn giữ nó lại. Cái cảm giác uất nghẹn nó diễn ra trong cái quá trình hình thành cái hệ thống hô hấp mà dẫn tới khiếm khuyết của vùng hô hấp mà sanh ra vừa đẻ ra đã bị hen suyễn. Một số người bị bất ổn cái vùng vai của chính họ, vai bị nghiêng nè, vai bị lệch nè. Hình tướng thì có thể thấy là do ngồi sai tư thế nè. Hình tướng có thể thấy là do làm việc nặng nè, gánh vác hay cái gì đó mà dẫn tới cái vai nó bị lệch. Nhưng liên quan tới yếu tố của tinh thần, người ta tìm hiểu, người ta phát hiện rằng nếu có liên quan tới tinh thần thì những người bị lệch cái vai á, thì thường trong cuộc sống của họ phải chịu quá nhiều cái áp lực, mà thường là tự bản thân họ áp đặt chứ người ta không có nói. Tức là họ cảm thấy rằng gì? Gia đình này là mình phải có quá nhiều áp lực, gia đình này mình phải có trách nhiệm làm này làm kia, gánh vác quá nhiều thứ, rồi dần dần nó làm cho cái vai có vấn đề mà sanh ra lệch. Cái phần của đốt sống ngực nè, cái đốt sống ngực nè mà khi các anh chị đi chụp X-quang hay MRI á, thì người ta gọi là đốt T á, hoặc là đốt D á, hai cái đó là một. Thì thường mình sẽ thấy lưng tôm nè, khúm núm lại nè, cái lưng tôm là đứng không thẳng nè. À, thì hình tướng người ta sẽ thấy một có thể do nằm võng nè, có thể là do ngồi sai tư thế khòm khòm gì nè, mà dẫn tới cái cột sống nó bị rút lại, nó bị lưng tôm. Nhưng nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần thì người ta lại phát hiện thường những người mà bị cái lưng tôm như vậy đó, thì trong quá khứ của họ suốt một thời gian dài họ bị so sánh với người khác, hoặc là bản thân tự so sánh với người khác. Mà cái trọng điểm của quá trình so sánh đó, đó là nó dẫn tới việc họ cảm thấy họ thua sút và tự ti mặc cảm, nên làm cho cái xương ngay cái vùng ngực nó bị rút lại, mà biểu hiện ra hình tướng là lưng tôm. Tới đây kịp không ta? Kịp chỗ này không ạ? Nếu có nghe, chứ không khẳng định nghe. Giống như là gì? Mình la con của ai đó đi, ai đó la con của họ. Sao mày ngu quá vậy? Con người ta học giỏi vậy, sao mày học tệ vậy? Mày thấy con hàng xóm không? Và cứ ngày này qua ngày khác nói riết, cái đứa trẻ đó cảm thấy rằng sao mình tệ vậy ta? Cái tự ti mặc cảm với người ta, đi ra bên ngoài thiếu cái sự tự tin. Nó tự ti quá, nó rút khúm núm đi, lúc nào cũng rút vậy nè. Rồi từ từ cái xương nó hình thành theo giống vậy luôn. Nhưng có rất nhiều đứa trẻ vẫn bị nói y chang vậy đó, nhưng mà nó vẫn thẳng, nó vẫn đẹp, rất là đơn giản. Dù ai so sánh gì kệ, nó chỉ nói đơn giản nè, con nhà người ta giỏi thì kệ người ta chứ liên quan gì con. Nó vẫn tự tin bình thường, nó là chuyện của người ta, không phải chuyện của con. Thì nó không có tự ti mặc cảm, thì nó không có bị rút lại. Hình dung cái này không ạ? Đó là một trong những nguyên nhân mà cái đó y học không có phát hiện ra, không có cái máy móc nào nó tìm ra được cái đó tính tới hiện tại. Còn cái phần cổ nè, với cái phần thắt lưng của con người nè, cái phần cổ và cái phần thắt lưng, nó liên quan tới hai cái trường hợp mà xã hội thường gặp nhiều, đó là thoát vị đĩa đệm hay là thoát vị xương, còn gọi là trượt đốt xương. Phần lớn người ta sẽ thấy về hình tướng là do làm nặng nè, làm sai tư thế nè. Ví dụ như là gì? Cúi người xuống, kéo một cái vật nặng lên sai tư thế, nghe cái cụp cái là hình tướng nó dẫn tới bị trượt. Rồi làm ngồi lâu ngày, rồi sai tư thế, làm việc nặng thường xuyên, cái dẫn tới đĩa đệm nó bị thoát vị, nó bị lệch đi. Đó là về hình tướng mình sẽ thấy. Nhưng nếu liên quan tới yếu tố tinh thần, nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần, thì là bản thân của cái người bị thoát vị tới đó là cảm thấy bất an về tài chính, tức là không có an tâm về cái số tiền mình đang sở hữu. Trong sâu thẳm nội tâm của họ không có an tâm về cái số tiền đang sở hữu, nên tiếp tục đã biểu lộ ra hình tướng là làm để tích trữ tiền để an tâm hơn. Và hình tướng sẽ thấy do chính cái việc mà họ làm hàng ngày dẫn tới thoát vị, nhưng cái trọng điểm dẫn tới cái đó là sâu thẳm bên trong của chính họ chưa có an tâm về cái số tiền đang sở hữu mà dẫn tới thoát vị. Nắm kịp ý này không? Nếu có nghe, không khẳng định nghe. Tại vì đâu có biết được là cái người đó có an tâm về tiền hay không. Nhưng mà trong cái nghiên cứu về nội tâm nó dẫn tới sức khỏe thì nó có cái yếu tố đó. Một người mà bị viêm xoang đi, trong y học nó gọi là viêm cái vùng hô hấp trên, mà cụ thể là ngay vùng xoang, thì tùy bất ổn của người ta, xoang trán hay xoang sàn gì đó vân vân, hay là đa xoang gì đó tùy, thì biểu hiện của vật chất là họ bị bất ổn trên cái thể chất, là bị viêm nhiễm, là tổn thương thực thể của vùng xoang. Nhưng nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần và yếu tố của xã hội, nếu có nghe, thì những người bị xoang á, người ta nghiên cứu rà soát lại, và cái công trình nghiên cứu này nè là nó 35 năm, là của một tiến sĩ, bác sĩ và nhà tâm thần học, theo sát cái người thầy của mình tổng cộng gần 50 năm. Thì cái quyển sách đó ra đời để tổng hợp lại cái yếu tố về nội tâm này đó là 35 năm mới ra đời. Thì những gì Vũ đang kể là đang liệt kê trên cái cuốn sách đó ra, chứ cũng không có gì hay. Tại đâu dám khẳng định, mà chỉ đọc liệt kê cho các anh chị biết thôi. Thì nó liên quan tới cái vùng son nè. Đó, thì bất ổn thực thể là viêm nhiễm vùng son, ai cũng biết là chụp chiếu là thấy liền. Nhưng nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần và xã hội thì người ta thấy thường những người bị son á, là quá khứ của họ phải di dời nhiều lần trong cuộc đời, đổi chỗ ở á, đổi tới đổi lui đổi hoài, nhưng cái trọng điểm là mỗi một lần đổi á, là ở cái trạng thái đau khổ, tức là bị đuổi đi hay là đau khổ mà rời đi, lại dính tới yếu tố tinh thần và xã hội. Và còn nhiều lắm, bị tuyến giáp nè. Cái bối cảnh, nếu như ai đã học giải phẫu thì các chị sẽ thấy cái tuyến giáp nó giống cây cầu vậy đó, nó bắt ngang nè. Cái tuyến giáp, cái sụn giáp bên ngoài nó bắt ngang cái sụn đây nè, nó giống cây cầu vậy đó, cái trên cái thấp, nó trên thấp cao thấp. Thì người ta phát hiện ra hình tướng là sẽ tổn thương ở tuyến giáp, ảnh hưởng ở bên trong. Đi xét nghiệm nó sẽ liên quan tới nội tiết tố, T3, T4, hormone tuyến giáp, vân vân. Nhưng mà người ta sẽ phát hiện thêm đó là nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần và xã hội, thường những người bị tuyến giáp á, là cái quá khứ của họ phải đưa ra một cái quyết định gì đó mà họ không mong muốn, nhưng bị ép buộc phải đưa ra. Ví dụ hai vợ chồng ở với nhau nhưng bắt buộc phải ly hôn. Ông chồng ổng không có muốn ly hôn, nhưng cái thời điểm mà ổng ký tên nè là ổng cắn rứt nội tâm, ổng phải đấu tranh tư tưởng, phải đưa ra cái quyết định mà bản thân họ không mong muốn. Thì rà soát lại quá khứ của họ, có gì giống vậy không? Nếu không có thì mừng, còn có thì điều chỉnh, nâng cái nhận thức nội tâm lên là xong, nâng cái tầng bậc trí tuệ lên là xong. Cái này thì lớp nội tâm thầy lý giải rồi, khi nào cần phân biệt thật giả đúng sai, khi nào phải biết cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ mình, khi nào sử dụng cái tánh không, rồi từ đó cái mình nâng cái nhận thức lên phù hợp thì sẽ thay đổi được cái yếu tố của tinh thần. Nâng cái nhận thức nội tâm về con người là xử lý về yếu tố của xã hội. Thì cái này bản thân họ làm chứ y bác sĩ không làm được, nên mới nói khỏe là từ mình, còn chữa bệnh là nhờ bác sĩ. Dạ, quyển sách đó tên gì hả? Dạ, các anh chị có thể tìm quyển sách đó tên là Chữa bệnh bằng quán tưởng. Chữa bệnh bằng quán tưởng. Quyển sách đó tái bản ở Việt Nam hình như có 2 lần nhưng mà bán không có chạy lắm, tại đọc không hiểu. Đọc nó khó hiểu. Tại quyển sách đó ban đầu viết á, được viết bởi một người là làm cái, ổng là bác sĩ thiệt, nhưng mà cái nghiên cứu chiều sâu của ổng là ở tâm thần học và quán tưởng. Quán tưởng chứ không phải hoang tưởng. Quán đúng rồi, quán tưởng. Quán tưởng là gì? Hiểu một cách đơn giản là tưởng tượng. Giống như quán hơi thở là tưởng tượng cái hơi thở nó đi tới đâu trong cơ thể. Hiểu đơn giản là như vậy. Dạ, quán tưởng đúng rồi. Dạ. Dạ. Quan sát. Quan sát nó, tìm kiếm nó, tưởng tượng nó, hình ảnh ra. Dạ. Thì trong đó nó sẽ có chi tiết là từng bệnh nó cần phải quán như thế nào, quán cái gì. Ví dụ như bị trĩ đi, người bị trĩ thì người ta thấy là thường những người bị trĩ là do trong thời gian đó trong một cái thời gian đầu đó, khoảng chừng tầm, nếu bị trĩ nha, thông thường nó kéo dài khoảng 2 tuần trở lên, thì thường là trong cái khoảng thời gian khoảng kéo dài 2-3 tuần đó, cái người đó bị áp lực quá nhiều, mà thường là ở trên đưa xuống mà không dám cự. Ví dụ như là gì, làm sale, cái bị ở trên áp số xuống, phải chạy nhiều, rồi không làm là bị chửi, nhưng không dám nói năng gì hết. Cái cuối cùng sao? Cái cuối cùng bị tức, bị đè nén cảm xúc xuống mà không có xử lý được, cái từ từ cái nó lòi dưới ra. Nên là cái trĩ nó lòi ra là do áp lực mà sanh ra, mà thường là do ở trên đưa xuống, thì cái người đó sẽ bị trĩ cái đó. Thì trong cái quyển sách đó nó có hướng dẫn là mình làm sao để cái búi trĩ đó nó tan bằng cách quán tưởng, tức là không có dùng thuốc gì hết á, mà bằng cách là gì? Quán chiếu lại cơ thể đó, quan sát lại cơ thể, rồi tưởng tượng nó, hình dung nó đi như thế nào, nó xử lý như sao. Mỗi cái căn bệnh người ta sẽ hướng dẫn chi tiết ở trong đó. Rồi, kịp hen. Dạ, cái quyển sách đã được viết bởi một tiến sĩ bác sĩ nhà tâm thần học, và theo sát thầy của họ là giáo sư bác sĩ trong ngành y học. Dạ, lâu rồi cái quyển sách đó ra đời những thập niên 80 á. Nhưng mà bởi vì cái ngôn ngữ của nó khó hiểu á, nên người đọc không hình dung ra được. May mắn là thời điểm đó về Việt Nam xong cái Vũ được tặng cái cuốn sách đó, nhưng đọc không hiểu nha. Đọc hiểu khoảng chừng 1/3 nội dung của nó, còn lại gần như cái ngôn ngữ của nó mình chưa nắm được. Cái may mắn cuộc đời này có một người tên là Trần Thanh Toàn cái người ta tặng cho thầy thêm cuốn sách đó nữa. Cái thầy đọc xong sẽ hay quá vậy, và thầy thấu suốt những cái câu từ ở trong đó. Thầy thấu suốt đó, cái thầy gửi cho Vũ. Thầy nói Vũ em nghiên cứu lại thêm lần nữa đi. Cái thầy ngồi thầy giải ra cho Vũ. Ồ, hay quá thầy, hay quá thầy. Cái từ đó về tự nhiên cái học qua lớp nội tâm thêm lần nữa. Hồi xưa cái lớp nó tên là nâng cao giá trị cá nhân, nâng cấp mối quan hệ. Cái về đọc lại cuốn sách đó, qua lớp học đó xong tự nhiên về đọc cái tự nhiên hiểu. Cái tự nhiên có nhiều cái bất ổn sức khỏe của con người á, cái mình ngồi mình nói chuyện thôi là ta khỏe, không có cần chữa bệnh gì hết đó. Cái ta ứng dụng lại trong cuộc sống người ta khỏe, bởi nó liên quan tới yếu tố của tinh thần và xã hội. Dạ, giống như phụ nữ nè, thường là u nhọt, u ngực nè, u ngực nè, đa nang nè, nhân sơ nè, thì thường dính tới mối quan hệ là nhiều. Tinh thần với mối quan hệ, đó là cảm xúc của cái người phụ nữ đó, nó thường nha, thông thường nếu có nha, thì thường là do oán hận cái người đàn ông á, và ghét người đàn ông trong cuộc đời, và nhận thức nội tâm của người đó đàn ông là gì? Đàn ông trong cuộc đời này là đàn ông thúi, mở ngoặt ra trừ ba em phải mở ngoặt cái đó ra mới được. Không có tin tưởng ngay trong cuộc đời. Và nói rằng là cái gì trong cuộc đời này đàn ông làm được là tôi làm được, không có đàn ông sống tốt hơn. Thì từ từ những cái nhận thức đó nó làm cho cái cơ quan sinh dục của người phụ nữ á, nó bị biến dị hết, nó làm cho bị ảnh hưởng hết, và từ từ nó thoái biến hết, để dẫn tới để cho hợp thức hóa sống một mình. Dạ, nếu có nha. Dạ, chứ không dám khẳng định nha. Dạ, em mà khẳng định cái đó xong là Tết này em đeo kiến đen ra ngoãn ga ra ngã ba đường thành thầy bói bói bệnh chết luôn. Dạ, tóc bạc hả? Dạ, tóc bạc do lớn tuổi, nhiều nguyên do lắm phải hỏi là nội tâm á, có yếu tố nào liên quan tới nội tâm mà dẫn tới tóc bạc không thì có. Có coi Bạch Phát Ma Nữ không? Thần tình trong một đêm là bạc trắng hết có coi Dương Quá không? Cuộc đời này chỉ có mình Dương Quá là nó bạc có một cái thôi, nó móc lai vậy thôi, còn lại là bạc hết đầu chỉ có Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp là qua một đêm là nó bạc có một lõm dài xuống thôi không biết nó móc lai không thì không biết Rồi 8 tuổi mà tóc bạc thì coi là yếu tố di truyền rồi sau đó coi là yếu tố lối sống, tại vì thức khuya nó cũng dẫn tới bị bạc, lo lắng nhiều cũng dẫn tới bị bạc, áp lực cuộc sống nhiều cũng bị bạc, trăn trở nhiều thứ quá trong cuộc đời này cũng bị bạc. Dạ, nên nó nhiều cái yếu tố lắm. Bà lưu ý tinh thần, thể chất và xã hội. Nếu gom lại cho đơn giản hóa cuộc đời của con người á, nếu nói về bệnh thì nó chỉ có 3 loại bệnh chính thôi. Có 3 loại bệnh chính thôi. Một, bệnh liên quan tới tinh thần thì dân gian người ta gọi là tâm bệnh. Bệnh liên quan tới thể chất thì ta gọi là thân bệnh. Bệnh liên quan tới xã hội người ta gọi là nghiệp bệnh. Vậy thì đơn giản hóa về bệnh gọi là tâm, thân, nghiệp. Còn nếu nói về y học hiện đại, á, thì sách y thư tới giờ ghi cũng chưa hết, nó vẫn còn cái chữ còn tiếp. Tại cứ qua một giai đoạn những cái bệnh mới nó sẽ phát sinh, và con người cứ cập nhật dần vào sách y thư đó, nó lớn dần lên. Nên cái chỗ này chúng ta dịch chuyển một chút xíu thì chúng ta sẽ nhẹ hơn trong cuộc đời. Đây, cái chỗ này, ngay cái chỗ này mình chia sẻ nãy giờ xong chỉ nhằm một mục tiêu đơn giản. Các anh chị giúp đỡ Vũ thêm cái phần này để mình làm lớn cái chỗ này lên. Đó là gì? Nhớ nghe, nó khác chỗ ha. Sức khỏe và không bệnh là hai cái khác nhau. Không bệnh chưa chắc khỏe. Nhưng mà một người muốn khỏe thì đầu tiên phải là không bệnh. Rồi tiếp theo mới là khỏe về tinh thần, thể chất và xã hội. Thì lúc đó người ta mới khỏe. Nên để khỏe được thì nó bao hàm cả hai cái yếu tố. Đó là này, tinh thần. Nếu một người khỏe mạnh bình thường thì hàng ngày họ chỉ cần làm sao họ duy trì và làm lớn lên cái tinh thần của họ, khỏe là đạt. Cái thứ hai, thể chất của họ khỏe là đạt, và mình hiển lộ vật chất của họ ra. Nên khỏe, nếu một người khỏe mạnh bình thường thì hàng ngày làm ba cái dưới. Còn nếu một người đang có bệnh thì làm thêm cái ở trên thì người ta sẽ khỏe. Còn nếu đơn thuần thì phải phân biệt rõ sức khỏe và không bệnh là cái khác nhau. Không bệnh chưa đủ điều kiện để khỏe, mà không bệnh phải cộng thêm tinh thần thoải mái toàn diện, thể chất thoải mái toàn diện, xã hội thoải mái toàn diện, cộng hai cái này lại thì mới được gọi là khỏe. Còn hàng ngày mình chỉ cần nhớ ba cái từ ở phía dưới này, đó là tinh thần, thể chất và xã hội, làm lớn nó lên thì mình duy trì cái sức khỏe. Nên ngôn ngữ ánh sáng chúng ta lấy ba từ ở phía dưới, còn ngôn ngữ của khoa học chúng ta phải có thêm ở phía trên. Bởi vì khái niệm là chúng ta phải tôn trọng cái nơi ta đưa ra, đó chính là Tổ chức Y tế Thế giới. Nó phải định nghĩa đủ đầy, khái niệm đủ đầy. Còn cái để chúng ta làm hàng ngày theo hướng ánh sáng, các anh chị chỉ cần nhớ tinh thần, thể chất và xã hội là đạt. Hiểu kịp ý này không ạ? Dạ. Rồi. Được ha. Vậy thì lúc này nè, chúng ta mới quay lại cái mũi tên giai đoạn đầu. Cái mũi tên giai đoạn đầu. Vậy thì hành trình cuộc đời của mình mang theo sức khỏe. Nếu đang khỏe thì hàng ngày chúng ta làm liên quan tới tinh thần, thể chất và xã hội. Và hiển nhiên nhiệm vụ của mình là làm ra cho rõ như thế nào là tinh thần thoải mái toàn diện, như thế nào là thể chất thoải mái toàn diện, như thế nào là xã hội thoải mái toàn diện. Thì nó đã có lời giải hết rồi. Thứ nhất, về gốc của tinh thần thì các anh chị quay lại lớp nội tâm, học lại, nghe lại hoặc thấu hiểu, đó là các anh chị làm được cái gốc tinh thần. Mà trọng điểm nó chỉ có ba cái câu nói, đó là trân trọng, biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm. Luân chuyển nó phù hợp trong cuộc sống thì mình sẽ đạt được cái yếu tố của tinh thần. Chứ không phải lúc nào an vui cũng tốt, mà phải luân chuyển cho phù hợp. Giống như tầng bậc nhận thức của con người, không phải cứ tầng bậc nhận thức cao, không phải tầng bậc trí tuệ cao là tốt, mà là luân chuyển nó phù hợp trong cuộc sống. Lúc nào cần dùng tầng bậc 1, lúc nào cần dùng tầng bậc 2, lúc nào cần dùng tầng bậc 3, dần dần. Chứ không phải cứ cao là tốt. Và tương tự như vậy, trong cái tần số rung động năng lượng của con người, không phải cứ tần số cao là tốt, mà là luân chuyển phù hợp trong cuộc sống, trong từng thời điểm. Thì cái thời điểm đó chúng ta thấu suốt nó, chúng ta vận dụng nó là nó ổn. Đối xử với con người thì nâng cái nhận thức nội tâm về con người lên, thì cái thời điểm đó cái gốc xã hội được xử lý, cái gốc thể chất. Các anh chị tham dự cái lớp của thầy Sơn, của thầy Phương, của thầy Nhân, lớp thay gân đổi cốt, để làm cho cơ thể nó đạt được 5 cái tiêu chí, đó là sức mạnh, sức bền, tốc độ, dẻo dai và thăng bằng. Kịp không ạ? Rồi, xem lại. Đó. Nên cái đầu tiên dễ thấy hình tướng nhất là từ cái thể chất. Nên mình phải rà soát lại trong cái yếu tố hàng ngày của mình coi mình có làm gì liên quan không, sau đó mới rà soát lên nội tâm nó có liên quan không, chứ không phải lúc nào cũng ráng tìm về nội tâm. Tại có những trường hợp đâu phải nội tâm. Ví dụ đơn giản nè, đứt tay chảy máu, rồi nội tâm gì? Thì đứt tay thì tổn thương thì cầm máu thôi. Hình dung ý này không à? Chứ có cái gì đâu mà luận nội tâm. Đứt tay nội tâm sao? Đứt tay thôi, tổn thương thôi chứ có gì đâu mà luận. À, ví dụ gì đó, nội tâm vụng về, không vụng về không phải nội tâm mà là cái tánh, cái nết dạ. Rồi, cho đây nắm kịp ha. Dạ, nên khái niệm đầu tiên chúng ta làm rõ cái đó. Dạ, chúng ta sẽ làm lớn dần lên trong cuộc sống của mình ở 3 cái yếu tố này. Và sức khỏe của một con người á, từ khi họ thấu hiểu cái này, họ sẽ đơn giản hơn. Cụ thể thêm một chút để làm được cái này, đó là một lộ trình mà. Cho nên đâu có 1.000 bữa được. Nên các anh chị nhớ cái câu này giúp Vũ ha. Câu này của tiền nhân đi trước ta gửi lại. Đó là ăn uống quý ở kiêng khem, đọc sách quý ở chỗ biết cái hay để đọc. Ăn uống quý ở chỗ kiêng khem, đọc sách quý ở chỗ biết cái hay để đọc. Luyện tập quý ở chỗ duy trì bền lâu. Dạ. Ăn uống quý ở chỗ kiêng khem, đọc sách quý ở chỗ biết cái hay để đọc, luyện tập quý ở chỗ biết duy trì bền lâu. Vậy thì sức khỏe cũng vậy. Hàng ngày mình làm cái gì mà liên quan tới sức khỏe thì mình sẽ khỏe. Hàng ngày mình làm cái gì nó chưa liên quan tới sức khỏe thì ngày đó chưa khỏe. Nên không phải làm một lần là khỏe một đời, mà là nâng nhận thức một lần thì mới khỏe được một đời. Không phải làm một lần là khỏe một đời, mà là nâng nhận thức một lần thì mới khỏe một đời. Kiêng khem hả? Và chữ kiêng khem này dịch nghĩa ra hiểu đơn giản, đó là biết chọn lọc, biết ăn cái gì nên không nên ăn cái gì. Dạ. Kiêng khem ở đây là biết cái gì để ăn, cái gì không ăn. Dạ. Còn nghĩa theo cái nghĩa hẹp một chút là cái gì cần kiêng cử. Nhưng mình hiểu theo cái góc nhìn của sức khỏe thì đó là cái gì cần ăn, cái gì cần không. Dạ. Thì tới học phần dinh dưỡng mình sẽ giải cái đó. Mình sẽ cùng nhau làm rõ cái yếu tố này. Dạ. Thì lộ trình của chúng ta đó nó sẽ đi như thế này nè các anh chị. Các anh chị bắt đầu mình sẽ liên kết lại với những gì mà chúng ta được học tập trong lớp nội tâm á, để chúng ta có thể làm lớn cái này lên. Và lộ trình chúng ta sẽ đi như sau. Để có thể hướng tới cái sức khỏe của mình và nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe lên, thì chúng ta sẽ theo cái quy trình này. Rồi dần dần chúng ta sẽ làm lớn lên sau đó. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy nè, nó sẽ xuất phát từ một cái môi trường nè. Từ cái môi trường sẽ cho người ta cái quan niệm này. Nên môi trường nào thì họ sẽ có cái quan niệm tương đồng với môi trường đó. Rồi từ cái quan niệm đó đó sẽ dẫn dắt làm cho người ta có cái tâm thái tương đồng nè. Rồi từ cái đó đó mới hình thành nên cái năng lực trong ngành cho người ta. Đó. Nên lộ trình nó sẽ đi như thế này. Môi trường sẽ dẫn dắt quan niệm cho người ta. Quan niệm sẽ hình thành nên cái tâm thái. Tâm thái sẽ hình thành nên năng lực. Đó là lộ trình mà chúng ta sẽ đi. Mà môi trường thì thầy định nghĩa đó là môi trường tốt nè. Môi trường mà trong đó các anh chị sẽ thấy đó là môi trường mà nó có nhân cách kiện toàn á, thì nó sẽ làm cái đó. Rồi ở đây quan niệm thì ta gọi là quan niệm chuẩn nè. Tâm thái thì gọi là tâm thái đúng nè. Năng lực thì không có hay dở, mà năng lực thì năng lực phù hợp nè. Hồi nãy con nghe tiếng đàn ở trong cái gì mà má kính của con nghe đó. Rồi con xuống con ngủ đi, cha đang giao lưu với cả nhà ha. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn con. Xuống dưới đi, bye bye con. Hai nước. Rồi, uống nước xong xuống dưới nha. Rồi. Ở cái môi trường thì đơn giản để các anh chị thấy nè. Các anh chị có nghe người ta nói đó, đó là chơi chung với 5 người vui vẻ, mình là người thứ 6 không? Các có nghe câu đó không? Dạ. Thì chơi chung với 5 người như thế nào? Rồi, cảm ơn con. Mấy chỗ này là con phải tôn trọng cha nè, không có làm gì nữa. Con nghiêm ngặt như ba. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ thấy đơn giản, đó là chúng ta sẽ chơi chung với 5 người như thế nào thì mình sẽ là người thứ 6. Cái câu này mình sẽ nghe nhiều trong cuộc sống rồi. Ví dụ trong một cái môi trường mình ở chung với một số người đi, mà người ta thường xuyên người ta chạy bộ, ngày nào người ta cũng chạy bộ, thì 1 tháng 2 tháng có thể mình chưa chạy, nhưng mà duy trì cái đó suốt nhiều năm thì tới ngày nào đó mình cũng xỏ giày mình chạy bộ. Chơi chung với bộm nhậu thì bèo bèo nhất thì mình cũng là chủ sĩ tốt. Hay trong cái quá trình mà đào tạo ta cũng hay nói vui á, đó là đi rùi mũi á, đi với rùi mũi thì tìm tới nhà xí, đi với ong á thì đến những vườn hoa. Còn đi với người khỏe mạnh thì dần dần chúng ta sẽ khỏe mạnh, bởi vì dần dần cái môi trường nó sẽ ảnh hưởng con người. Nhưng chúng ta cũng thấy rất là nhiều người á, họ không có ở trong một cái môi trường khỏe mạnh nhưng họ vẫn khỏe mạnh, có sự khác biệt so với nhiều người khác. Thì chỉ có một cách lý giải, đó chính là dù là ở môi trường đó có liên quan tới sức khỏe hay không có liên quan tới sức khỏe, nhưng mà nhận thức nội tâm của họ về sức khỏe của họ được nâng lên, thì dù ở môi trường nào họ cũng khỏe. Bởi đó nó thuộc về nhận thức của cá nhân họ. Nó thuộc về nhận thức của cá nhân họ rồi, cho nên họ khỏe. Nhưng ngay từ thời điểm ban đầu á, nếu có một cái môi trường thì chúng ta sẽ thấy nó đơn giản hơn để có thể mà họ hướng tới sự khỏe mạnh, nếu như mà từ ban đầu nó có cái môi trường. Nhưng môi trường đó đó lâu dần mà vẫn không hình thành được cái nhận thức của chính họ thì ai tập thì tập, họ cũng không tập. Nên mình vẫn thấy nhiều người vẫn bàng quan với những gì người ta đang làm, dù là ai đó đang làm liên quan tới sức khỏe họ cũng đến thinh. Nhưng mà từ ngày hình thành được cái nhận thức á, người ta làm không làm họ cũng không quan tâm, mà thì cái đó tôi làm bởi vì tôi muốn khỏe. Nên cái trọng điểm là môi trường nó hình thành nhận thức chứ không phải là kiến thức đơn thuần. Thì cái thời điểm đó nó sẽ khác đi. Rồi hình thành cho người ta cái quan niệm chuẩn về sức khỏe, bởi vì quan niệm nó sẽ dẫn dắt hành vi của con người. rồi hình thành cái tâm thái của họ trước mọi cái sự vật sự việc và cái năng lực liên quan tới ngành sức khỏe. Thì trong lộ trình này chúng ta sẽ đi theo cái hành trình này. Về môi trường thì các anh chị giúp Vũ ghi một câu nói để các anh chị hình dung được cái môi trường này, đó là có thì mình hòa nhập, không có thì mình tạo ra. Nếu có một cái môi trường liên quan tới sức khỏe đang tốt thì mình hòa nhập, còn không có thì mình tạo ra. Có thì mình hòa nhập, không có thì mình tạo ra. Ví dụ như là nếu ai đó đang là mentor 4 thì các anh chị đang đồng hành cùng một cái chương trình tích lũy, đó là 360 km. Rồi nếu không có cái môi trường đó thì các anh chị bắt đầu tìm kiếm. Nếu như các anh chị muốn khỏe thì tìm các giải này các giải kia để mình chạy thôi, chứ đâu có gì đâu nó ảnh hưởng. Giống như cá nhân Vũ là người ảnh hưởng từ môi trường sức khỏe này, nhưng hồi xưa nhận thức mình chưa nâng lên, thì dù là mình làm trong cái môi trường sức khỏe nhưng mình cũng không khỏe. Tại quá khứ từ những năm 2006, 2007 rồi chính thức là từ năm 2007 thì vừa học vừa làm, thì Vũ làm trong cái ngành truyền thông. Mặc dù mình hàng ngày tiếp xúc với môi trường sức khỏe nhưng mình thì không khỏe, bởi vì ngày nào cũng nhậu. Trong cơ quan của Vũ hồi xưa thì được xưng tụng đó là ly rượu vàng của cơ quan. Ngày nào cũng nhậu, ngày nào cũng như ngày nào. 4 giờ rưỡi chiều thôi là tin nhắn của mấy thằng lính nó gửi quà, nói chiều chỗ cũ nghe anh. Cái Vũ nhắn tin, Vũ chửi nó, nó tụi bay làm không làm, tối ngày đủ đi nhậu, tới trước đi tao tới sau. Cuối cùng nó cũng tới, nó ảnh hưởng mà. Dù là môi trường sức khỏe thì Vũ nhớ cái ngày đó, đó là cái ngày mà cái nhận thức của Vũ đổi đó. Trong cuộc đời của Vũ nhận thức về sức khỏe đổi đầu tiên đó là bớt rượu bia lại, là cái ngày mà nhậu 5 kèo. Ở miền Tây á, gọi là 5 kèo, còn hiểu theo các bình dân là nhậu 5 lần. Trong một ngày đó là nhậu 5 lần. Tới lần thứ 5 á, là lúc đó nó gần 2 giờ sáng rồi. Về nhà thì không được, tại vì giờ đó về mở cửa này kia thì nó ảnh hưởng tới người khác, nên mình không về. Cái tiếp tục đi lang thang cái ra công viên Lưu Hữu Phước nằm ngủ. Hồi xưa ở Cần Thơ, cái ngủ ở công viên đó, đợi sáng về luôn. Cái ngủ tầm khoảng chừng tiếng mấy, 2 tiếng. Vũ nghe cái tiếng bọp. Cái thời điểm đó thì nó còn nhiều cái yếu tố cần phải điều chỉnh, lâu lắm rồi. Nghe tiếng vỗ á, cái Vũ lồm còm, Vũ ngồi dậy. Vũ thấy băng đá bên kia có một cái người ngậm cái ống chích gì nè, và cái tay đưa ra thế này nè, cái vỗ để cho cái ven nó lên á, để tim á, thì tỉnh rượu luôn. Lúc đó Vũ 1m72, nặng có 47kg. Bây giờ là 1m72, nặng 65kg. Các anh chị hình dung cái con người này mà mất đi khoảng 22kg thì nó làm sao? Sợ không? Ốm nhôm nhách. Thì lúc đó Vũ nghe tiếng bọp, Vũ ngồi dậy, Vũ nhìn sang bên kia, Vũ thấy ngậm cái ống chích vỗ bọp là Vũ sợ rồi, là tỉnh rượu rồi. Mình nhìn ổng, cái mình sợ ổng, cái ổng nhìn lại mình, cái ổng sợ mình. Ổng sợ mình giật cái ống chích của ổng, tại mình còn ốm hơn ổng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời là cái nhận thức nội tâm về sức khỏe nó nâng lên. Nó trời, cuối cùng mình quay lại mình ăn nhậu đến nỗi mà quay đi quay lại mình còn ốm hơn mấy cái người kia nữa. Vậy thì cái sức khỏe mình sao? Là cái thời điểm đó không biết làm sao, phước báo ông bà để lại sao đó không biết nữa, mà tự nhiên cái về cái từ đó về sau cái tự nhiên cái bớt rượu bia hẳn lên luôn. Vẫn còn nhậu nha, nhưng mà không có nhậu như hồi xưa nữa. Cái từ từ cái tiếp xúc với thầy, những năm 2009 là quen với thầy, rồi dần dần mãi tới năm 2013 lúc đó mới có cơ hội làm việc cùng với thầy, rồi tới năm 2018 là mới chính thức là đồng hành cùng với thầy. Là một cái chặng đường rất là dài, nhưng tiếp xúc thầy từ những năm đầu tiên là năm 2013 là mật thiết. Thì thầy của mình hay lắm, thầy Toàn hay lắm, là cứ mỗi một lần mà nói về sức khỏe đó, đặc biệt là cái sức khỏe lá gan, thầy không có nói. Hồi xưa thầy là chuyên gia tư vấn huấn luyện dinh dưỡng trên toàn quốc, thì Vũ theo thầy, Vũ học. Thầy tâm lý lắm, thầy không bao giờ nói Vũ là đừng nhậu nữa, bỏ nhậu đi, không có. Mà cứ mỗi một lần nói về sức khỏe lá gan thì nói Vũ lên nói chuyện thay anh. Thấy ông thầy ông cao cơ vậy? Không bao giờ kêu Vũ bỏ nhậu, mà cứ mỗi lần nói sức khỏe lá gan lên nói giùm anh cái nói riết cái mắc cỡ á, cái độ thấu suốt của mình dần dần nâng dần lên, cái từ từ cái tự nhiên mình bỏ luôn rượu bia hồi nào mình cũng không biết. Hiển nhiên là Tết nhất về nhà thì vẫn có uống rượu, vẫn có uống bia với gia đình với người thân, nhưng mà 1-2 lon xong mình nghỉ rồi vô cái mình nghỉ ngơi, chứ không có như hồi xưa là không say là không được. Hồi xưa là không say là không về, mà say rồi đâu biết đường về. Đúng không các anh chị? Không say là không về, mà say rồi sao biết đường về. Nên từ từ cái nhận thức nó nâng lên nên thay đổi. Đó là cái thứ nhất trong cái sức khỏe. Vũ là người bị giới hạn trong vận động do từ bé, đặc biệt là những cái năm mà phổ thông với đại học á, thi chạy với người ta rồi đá bóng này kia, cái bị chấn thương đầu gối, bị giãn cái dây chằng. Nhớ cái thời chạy đua năm phổ thông bứt tốc mà mình đâu có khởi động, thì đâu có biết cái gì đâu về thể thao, cứ hăng máu thấy người ta chạy là bứt tốc rồi theo chạy, rồi tầm khoảng 1,5 km vậy đó, cái vấp cái cục đá, cái đầu gối đập xuống đường, cái nó tổn thương cái đầu gối, giãn dây chằng. Rồi bắt đầu lên đại học đi đá bóng, cũng hăng máu cũng chạy, cái va chạm, cái ngã đập cái đầu gối còn lại, thế là hai cái đầu gối giãn dây chằng hết, cái sợ luôn chạy bộ, rất là sợ chạy bộ. Mấy cái môn khác đá bóng thì vẫn còn đá nha, vẫn mê tới giờ, vẫn đá đều đặn, nhưng mà rất là sợ chạy bộ. Mấy môn khác chơi hết nhưng cực kỳ sợ chạy bộ, rủ chạy bộ là không chơi. Bị ám ảnh cái đó luôn. Nhưng mà may mắn cuộc đời của Vũ á, may mắn cuộc đời của Vũ đó là có bà xã của Vũ. Nhờ vợ của Vũ mà Vũ thay đổi cái nhận thức về cái môn vận động và xóa bỏ cái rào cản của chính mình. Vợ Vũ thì không có tập luyện thể thao, không biết chạy xe gắn máy là không biết chạy, chạy xe đạp từ thời sinh viên luôn, rồi đi học đi làm bằng xe đạp. Không có biết bơi, nhưng nghe người ta nói là thi Ironman thì khỏe đẹp, cái đăng ký thi. Rồi người ta phỏng vấn hỏi sao nữa, thì lúc đó cái người khác nói lại với Vũ thì lúc đó Vũ mới cảm động nội tâm. Vợ Vũ nói với người kia là dạ chồng em làm ngành sức khỏe mà em không khỏe, thấy nó kỳ nên em đăng ký cho người ta biết. Cái vợ Vũ đã đăng ký xong chỉ có 2 tháng luyện tập, không có biết bơi, mà học bơi lội có 2 tháng. Nói 2 tháng là thời gian tính từ lúc đăng ký, còn chính thức đi học bơi chắc bơi được khoảng 6 lần. Cứ mỗi lần xuống bơi cái ói, tại đâu có biết bơi đâu, nhưng mà vì chồng mà tập cái đó. Rồi tập đạp xe thì cũng chắc khoảng 3 lần. Lần thứ 2 đạp xe là lạc vô rừng, người ta phải đi kiếm. Kiếm về. Chạy bộ thì tàn cũng không hơn ngay. Vậy mà cái người phụ nữ nhỏ nhắn đó thì Ironman 2 mùa, lấy hết 2 mùa, hoàn thành hết. Ironman là một trong những cái môn mà người ta gọi là bên ngoài nghe, còn trong môi trường WIT thì giờ ổn hết rồi, nó không còn là vấn nạn nữa, nó không còn là vấn đề nữa. Nhưng ở bên ngoài cuộc sống thì Ironman đó là một trong những cái môn thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh, bởi vì trong vòng 8 giờ đồng hồ phải bơi biển 2 km, phải đạp xe đạp 90 km và chạy bộ 21 cây. Mà không ngờ cái người phụ nữ đó có thể hoàn thành được, trong khi mình khỏe khoắn vậy nè. Mình lúc nào mình cũng cảm thấy mình ngon, nhưng mà cuối cùng thực tiễn mình chơi xong mình mới biết đúng là nó không ngon như mình tưởng. Nó không ngon như mình tưởng. Vợ Vũ thi về xong cái đạt bất ngờ luôn. Cái Vũ nói vậy nè, vợ em làm được, em sẽ làm được. Cái bạn Vũ thấy vợ Vũ đăng trên Facebook, cái vợ bạn của thân của Vũ mới vô táp Vũ vô, nói là vợ bạn làm được, tôi với bạn sẽ làm được. Cái nhiều người ta táp vô, cái Vũ nói nhắn riêng với ổng nói nè, vợ tôi làm được là cái chuyện của vợ tôi, bạn nhắn tôi chi gì. Cái mỗi lần đi dạy vậy nè, đứng lên chia sẻ vậy nè, ai cũng nói vợ thì Vũ Ironman, cái thầy ông cũng nói, cái cảm thấy sao, thấy nó kỳ, cái đăng ký Ironman. Cái tưởng mình ngon, mà tại hồi xưa tới lớn là Vũ miền sông nước nên bơi lội không là vấn đề, nhưng mà xuống biển nó là câu trả lời khác. cái xuống biển bơi với người ta, mình tưởng mình ngon, mình biết bơi mà, cái bơi bẩm mình bơi rồi mấy người kia ô thầy Vũ bơi ngon quá, là không tập tành như bơi ngon quá vậy đó, dù đeo cái phao, tại tập là phải bơi, phải có phao ta mới cho xuống biển đó. Thì lúc đó các anh chị biết bơi có 300 mét thôi, bắt đầu ói lên nối xuống, ói lên nối xuống, ói muốn gần chết, ói sùi bọt mép luôn, cái ôm cái phao thở. Cái mấy ông kia ông bơi ngang thấy mình nói, nó thầy Vũ ráng lên, vợ thầy làm được, thầy sẽ làm được. Cái Vũ nói một câu nè, dạ anh nói thiếu một chữ rồi, hỏi chữ gì? Vợ em làm được, em sẽ ráng làm được. Lúc này mới bắt đầu nể cái người phụ nữ này, không ngờ lợi hại vậy. Cái về tập luyện, cái vợ chạy bộ kèm cho chạy bộ, cái mình xuống, tại Vũ còn ám ảnh cái hình ảnh cái đầu gối nó bị giãn dây chằng mà nên không có dám bứt tốc, Vũ không dám chạy bộ. Nhưng mà vợ động viên cái từ từ tập. Cái ngày đó nó cũng thuận duyên là ngay cái trường của con gái Vũ á, nó là có đăng ký cái cuộc thi chạy bộ từ thiện để quyên góp quỹ để trồng cây xanh. Cái Vũ mới đăng ký cho cả nhà cùng chạy. Con uống một chiếc được không? Dạ được. Đó, đó là lúc đó là con trai của Vũ là 3 tuổi năm ngoái á. Đó, còn con gái của Vũ lớp 2 đó, thì gia đình mới đăng ký giải từ thiện là 5 km để ủng hộ cây xanh đó, để trồng ở Cần Giờ, Long An á. Đó, thì lúc đó đăng ký 5 km, cái ông nhỏ 3 tuổi này nè, ông đăng ký xong ai cũng hết hồn chứ. Mấy người kia người ta đăng ký có 2 cây số 3 cây số à, quay nhìn ổng với 3 tuổi nó thấy 5 cây số, nó trời sao con lợi hại quá gì. Còn có bé lớn mà còn thi 5 cây. Cái ông cười khè khè, cái ông chạy, cái cả nhà cùng chạy, cùng tàn, cuối cùng cũng hoàn thành. Cái lúc đó lấy giải đưa cái huy chương cho ổng, hỏi ổng á, con mới có 3 tuổi à mà con có cái huy chương 5 cây số gì nè, con thấy tự hào không? Cái ông cười cũng là tự hào. Cái Vũ nói, con có biết cuộc đời của con á, có 3 tuổi mà con có huy chương này, cha năm nay 37 tuổi mới có cái huy chương này. Rồi lúc đó về xong á, thay đổi. Trên buổi tối á, sau cái lớp học vậy nè, cái xuống đường chạy. Chứ cửa nhà có cái con đường Lương Trúc Đàm á, cứ chạy lên chạy xuống là 1 km. Cái có con có vợ chạy theo, ủ đơn giản mà. Thế thấy nó bình thường, chạy lên chạy xuống một cây số, thấy nó quá đơn giản. Vậy là 21 cây, lặp lại 21 lần chứ có gì đâu. Cái tự nhiên thời điểm đó cái Vũ xóa bỏ luôn cái rào cản vận động. Cô chú nó ngưỡng mộ con nè, con chào cả nhà, cái con xuống ngủ nha. Con chào cả nhà. Rồi xuống ngủ nha. Rồi, xuống ngủ đi, cha nói chuyện với cả nhà xong cha xuống ngủ với con. Không thì ngồi đây. Ok. Ừ. Rồi đó, cái Vũ xóa bỏ cái rào cản đó được 15 năm rồi cũng không đạp xe. 15 năm cũng không đạp xe, cái thấy vợ chạy về xong bắt đầu đầu tư chiếc xe, bắt đầu đi đạp. Thì mùa thi vừa rồi là hoàn thành bơi lội, đạp xe thì trễ 2 phút, không có hoàn thành, nhưng mà vợ Vũ hoàn thành. Cái Vũ nói với người ta nè, rút kinh nghiệm, mùa sau em sẽ thi đồng đội và em đi chung với vợ em thì chắc chắn có giải. Nên bắt đầu nó thay đổi dần đi, cái nhận thức nội tâm của mình thay đổi, rồi từ từ vô môi trường WIT á, cái thấy ngày nào ta cũng chạy, ai cũng đăng này kia đăng kia lên, cái mình cảm thấy mình không chạy thấy nó kỳ kỳ, mình không thấy mình không tập cái nó kỳ kỳ, cái từ từ cái ảnh hưởng cái này. Nhưng cái trọng điểm đó chính là nhận thức của mình nó phải nâng lên, còn không thì nó tập tạm thời, sau thời gian cũng nghỉ à. Hình dung ý này không ạ? Dạ, nên cái đó là cái trọng điểm. Nên môi trường có thì chúng ta sẽ phối hợp, chúng ta sẽ hòa nhập vào đó để chúng ta làm lớn. Còn nếu mà không có thì mình tạo ra. Thì các anh chị muốn một môi trường như thế nào, mình sẽ là người khởi điểm. Còn nếu có một cái môi trường như mình mong muốn thì mình hòa nhập vào. Ba có bơi giỏi chứ? Ba có bơi giỏi được không? Được, cha bơi được. Sao con nghe ba không bơi giỏi được? Cha bơi được nhưng chưa bơi giỏi bằng mẹ con đó. Rồi ngồi im nha, phối hợp. Rồi đó, là từ cái môi trường nó sẽ hình thành nên cái quan niệm đó. Và quan niệm nó sẽ dẫn dắt hành vi của con người. Quan niệm nó sẽ dẫn dắt hành vi của con người. Cái này nó rất là quan trọng. Dạ chị giúp đỡ em, chị vuốt sang bên trái lại nha chị. Quên, không nghe sao mà vuốt. Nhắn tin dùm Vũ kêu kiểm tra lại. Quên. Dạ. Người ta nhắn không nghe mình kêu ta kiểm tra này cũng như không, ta có nghe gì đâu. Quên. Nhắn tin dùm Vũ. Các anh chị ai đó nhắn tin là cho chị giúp Vũ là kêu kiểm tra lại cái mic. Dạ. Không có thì thoát ra đăng nhập lại. Quên là ta nhắn không nghe thì mình nói cái gì là cũng đâu có nghe. Dạ. Rồi. Đó là môi trường, được không ạ? Có thì mình hòa nhập, còn không có thì mình sẽ tạo ra. Dạ. Rồi. Môi trường đó nó sẽ hình thành cho mình một cái quan niệm phù hợp. Bởi vì cái quan niệm nó rất là quan trọng. Nó quan trọng như thế nào? Đây. Chỉ một cái tư duy, một cái quan niệm nó sẽ quyết định một cái kết quả trong cuộc đời của một con người theo cái hướng nào. Mình sẽ lấy đơn giản như thế này ta. Con ơi, con trật tự giúp cha. Rồi, cái chỗ này khi nói về làm đẹp thôi ha. Chúng ta nói về làm đẹp thôi. Cái chỗ này ha, thì nó có hai cái nghi vấn đơn giản như thế này mà cái kết quả cuộc đời của con người nó khác nhau rất lớn nè. Đây cái chỗ này. Một người á, thì họ hỏi người ta gì nè, làm thế nào á để da của tôi hết mụn. Nếu nói về sắc đẹp á, thì cái người đó hỏi là làm sao để da của tôi nó hết mụn. Miền Nam là hết mụn. Ta hỏi là làm sao hết mụn, là cái nghi vấn thứ nhất. Rồi cái người khác á, thì người ta hỏi cái câu khác, người ta nghi vấn cái khác, là người ta nghi vấn á, là làm sao cho da nó đẹp. Rồi theo cả nhà thì hai cái nghi vấn này nó sẽ khác nhau về mặt kết quả không? Khác nhau lớn không? Khác nhau lớn không ạ? Dạ khác rất là lớn. Nó khác ở cái đầu tiên đơn giản thôi. Đây cái chỗ này chúng ta sẽ nhận thấy rất đơn giản nè. Một người mà hết mụn á thì chưa chắc là da đẹp. Nhưng một người mà da đẹp á thì chắc chắn sẽ không có mụn. Nếu nói về mặt chiều sâu, còn cơ bản một người mà gọi là hết mụn á thì ngay cái tư duy này nó đã là bị động rồi. Tức là đợi bệnh rồi mới đi tìm cái cách làm cho nó hết. Đợi bệnh rồi bắt đầu đi tìm cái cách cho nó hết. Bởi vì chúng ta sẽ thấy nếu hết mụn á thì nó vẫn có thể bị gì? Bị nám nè. Cái tư duy bị động đó, cái cuối cùng cái hết mụn xong cái bị nám, cái qua cái xử lý nám. Cái hết nám có thể dẫn đến kích ứng thì sao? Cái người ta lại tìm tiếp cái giải pháp cho kích ứng. Hết kích ứng thì sao? Dần dần. Nên cái tư duy này nó sẽ đi sau vấn nạn. Nhưng nếu một người hỏi làm sao da đẹp á, thì ngay từ ban đầu họ chỉ đơn giản. Họ sẽ tìm kiếm, họ sẽ liệt kê ra các tiêu chí của làn da đẹp là gì. Rồi từ đó cái họ làm đó hàng ngày thôi là họ đẹp. Ví dụ da đẹp là cái gì? Ví dụ da đẹp. Con dở lên, con không có kéo cái ghế vậy, cha đang nói chuyện. Hiểu không? Rồi, cái thứ nhất đó là làn da sáng, chứ không phải là làn da trắng. Mới nói hiểu mà sao đẩy nữa rồi. Rồi, phối hợp này không được là lần sau không cho lên nghe. Rồi, cái thứ nhất là da sáng, chứ không phải là da trắng. Cái thứ nhất là da sáng chứ không phải là da trắng. Cái thứ hai, cái yếu tố của da này là làn da khỏe, độ đàn hồi tốt rồi nè, vân vân. Lỗ chân lông xe khít, các anh chị liệt kê nhiều đây. Và cái này các anh chị vô cái lớp thấu hiểu làn da của cô Triều á thì các anh chị sẽ nắm một cách chi tiết hơn. Vậy thì hàng ngày chúng ta chỉ cần làm rõ các yếu tố của làn da đẹp và chúng ta chỉ cần tập trung làm những gì liên quan tới làn da đẹp, tức là đạt các tiêu chí này, thì chính thức cái người đó sẽ có làn da đẹp. Mà có làn da đẹp rồi thì không có sợ mụn, không có sợ nám, không có sợ kích ứng, không có sợ này kia nữa. Rồi quay lại cái câu hỏi này, nó cũng tương tự với một người hỏi làm thế nào để hết bệnh và làm thế nào để khỏe. Nó cũng sẽ khác nhau rất lớn về cái kết quả cuộc đời của một con người. Mà hai cái câu này thường người ta sẽ hỏi cái câu ở phía dưới. Đó, người ta hỏi làm thế nào để hết bệnh. Người khác thì lại hỏi làm thế nào để khỏe. À, hai cái này nó sẽ khác nhau rất lớn về cái kết quả cuộc đời của một con người. Nó tương tự như cái da ở phía dưới vậy cả nhà. Đó, dạ. Rồi, cụ thể thêm một chút. Nó sẽ dẫn dắt thêm một cái quan niệm như thế này trong sức khỏe. Đây, có một cái câu chuyện liên quan để cả nhà có thể hình dung một cách rõ nét hơn về mặt quan niệm trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Mà trong câu chuyện này thì rõ nét hơn ở cái khía cạnh của sức khỏe. Dạ, cái câu chuyện như thế này. Có hai cái người bạn chơi rất là thân. Hai cái người bạn rất là thân. Một người là nông dân. Một người là phú hộ. Dù là bối cảnh khác nhau nhưng mà hai người này chơi rất là thân. Chơi rất là thân, chỉ có cái khác biệt về cái bối cảnh của họ khác nhau thôi. Đó là gì? Đó là cái người nông dân thì sức khỏe của ông rất là tốt. Sức khỏe thì tốt nhưng mà tài chính thì không nhiều. Người phú hộ thì ngược lại, tài chính thì rất nhiều nhưng mà sức khỏe thì không tốt. Cái một ngày cái hai người bạn thân này nè, trà dư tửu hậu với nhau, cứ uống trà uống rượu với nhau, cái tâm tình với nhau. Cái ông phú hộ ông mới nói với ông nông dân vậy nè: bạn ơi, bây giờ nếu mà có thể đổi cái tài chính của tôi mà đổi được cái sức khỏe của bạn thì bạn có đổi không? Nếu mà có thể đổi được cái tài chính của tôi mà đổi được cái sức khỏe của bạn thì bạn có đổi không? Cái ông nông dân không nói gì nè: tôi thì ngoài sức khỏe ra cũng không có cái gì, nếu mà đổi được thì chơi. Tôi thì ngoài sức khỏe ra không có cái gì, nếu mà đổi được thì chơi. Cái những tưởng nó chỉ là một câu nói bông đùa. Nhưng mà dần dần thời gian sau cả nhà, cái ông phú hộ có một cái nhân duyên ông tìm được một người có thể hoán đổi về cái linh hồn theo dân gian người ta gọi là như vậy. Con ngồi nghe xuống cho cha. Tìm được một cái người đó là có thể hoán đổi được cái đó. Cái cuộc giao dịch diễn ra, cái lời hứa năm xưa được thực hiện. Thế là lúc này thân xác của hai người này nè được hoán đổi linh hồn cho nhau. Đó là thân xác của nông dân nhưng mà linh hồn của phú hộ và ngược lại. Thế lúc này ông nông dân hồi xưa tới giờ thì tài chính không nhiều, nhưng tự nhiên cái giờ trở thành phú hộ, cái mừng quá. Tài chính rất nhiều, mừng quá. Cái bắt đầu những gì mà hồi xưa giờ thích ăn nè, thích uống nè, nhưng mà rất là vui, không có. Cái bây giờ đi ăn uống nè, vui vẻ. Cái những nơi mà thích đi hồi xưa tới giờ cũng không có tiền đi, thì bây giờ đi chơi hết. Là những gì mình yêu thích xưa tới giờ, cái ông lấy đồng tiền mà sở hữu được cái ông làm hết cái đó. làm sao một thời gian xong rồi á các anh chị. Cái sức khỏe vốn yếu kém của ông Phú Hộ nè, vốn yếu kém, nhưng bởi vì lúc này ông nông dân ông ăn uống khỏe mạnh nè, ông đi chơi ông vui vẻ nè, cái dần dần á cái ông lấy lại được cái sức khỏe của ông. Từ một người bất ổn sức khỏe cái có là được sức khỏe, nhưng khổ nổi là do không có tư duy tài chính, cho nên sau một thời gian tất cả cái số tiền mà ông Phú Hộ trao lại vô trong thân xác Phú Hộ á không còn gì hết, nhưng mà có là sức khỏe. Còn tương tự ngược lại với ông nông dân thì ông Phú Hộ á, trong thân xác của nông dân rất là khỏe mạnh, nhưng mà tài chính không có, mà sống trong cái cảnh mà nghèo mà khó gì hoài thì không có quen. Cái bắt đầu ông mới lấy cái tư duy của ông á, tư duy bảo hộ á, cái quan niệm của người làm bảo hộ hồi xưa, cái bắt đầu ông đi làm ăn, ông lấy là các mối quan hệ lại, ông đi làm ăn nè, ông tư duy này kia, cái quan niệm cái dịch chuyển lại, cái ông làm thời gian xong á, cái tài chính của ông nhiều lên, ông trở thành bá hộ như trước. Ông trở thành bá hộ như trước. Rồi hai con giúp đỡ cha nè, phải phối hợp cái này chứ, tại sao lái ông xuống? Dạ con đi theo chị hai về ngủ, không có ngồi đây nữa, tới giờ ngủ mà xuống đánh răng đừng ngủ. Thì xong cái cha xuống ngủ với con chứ có gì đâu, con phải tôn trọng cả nhà chứ, hiểu không? Rồi hôm cái xuống ngủ nè, giỏi. Dạ xuống đánh răng nha, chúc cha xuống với con, rồi dọn sẵn cho cha đi, cha xuống ngủ với con, ok nè. Ba ngủ với con, hai làm mẹ, ok mẹ ngủ với ba, rồi cha ngủ với con, rồi đóng cửa nhẹ nhàng con gái. Rồi dạ quay lại chỗ này đó, đó là gì đó, làm ăn thời gian xong cái ông giàu lại. Cái ông trở nên giàu có, nhưng có cái là gì, cái sức khỏe của nông dân á, ông không biết cách bảo dưỡng, cái cuối cùng cái sức khỏe sở hữu nó cũng không còn. Nên sau một thời gian á thì nông dân vẫn hoàng nông dân, bá hộ vẫn hoàng bá hộ. Kịp ý này không ta? Các anh chị có hình dung qua câu chuyện này không ạ? Dạ. Dạ. Nên ai đó dù sở hữu một cái nền tảng sức khỏe tốt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng trong cái quan niệm của họ hàng ngày không có liên quan tới sức khỏe, thì cái sức khỏe đó nó cũng là tạm thời, rồi từ từ nó cũng mất ra. Nhưng nếu một người nào đó trong thời điểm này, có thể sức khỏe của họ không như người khác, nhưng mà trong tư duy của họ, họ có cái quan niệm về sức khỏe, thì dần dần sẽ dẫn dắt hành vi lại họ khỏe mạnh thôi. Dạ. Nên chính cái này nó sẽ thuộc cái đó, nó gọi là quan niệm. Còn trong giáo dục con cái thì có cái câu chuyện liên quan, đó là gì? Đó. Ông vua Napoleon á, một cái trận chiến ông trở về, cái ông hỏi các mệnh phụ phu nhân á, đó là theo các phu nhân á thì nuôi con, giáo dục con khi nào là tốt, giáo dục con khi nào là tốt. Cái con người thì nói là trong bào thai thì giáo dục là tốt, gọi là thai giáo. Có người nói là đẻ ra thì giáo dục, có người thì nói là 3 tuổi thì giáo dục, có người nói vô lớp 1 thì giáo dục. Cái đức vua mới trả lời á, là cái nào nó cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà theo trẫm á thì giáo dục tốt nhất á, là trước khi nó ra đời 20 năm. Là trước khi nó ra đời 20 năm. Các mệnh phụ phu nhân cũng không hiểu, nó trước 20 năm nó ra đời á, thì dạy gì? Dạy ai đây? Cái đức vua mới trả lời đó là giáo dục ba với má nữa. Tại vì một người cha, một người mẹ mà có cái quan niệm chăm sóc con á, tốt, giáo dục con tốt á, thì bao nhiêu đứa con cũng không là vấn đề. Nhưng nếu không có cái quan niệm giáo dục con phù hợp thì một đứa con cũng là vấn nạn. Nên cái quan niệm của cha mẹ đó sẽ là khởi điểm của con cái. Quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Nên cái cách giáo dục đó nó sẽ quyết định, nhưng mà nó phải trang bị ngay từ thế hệ trước, và nền tảng sức khỏe đó cũng giống như vậy. Nên thầy cô của Vũ còn nhắc thêm một câu, đó là nuôi con bằng lương thực á, thì con sẽ lớn, nhưng nuôi con bằng quan niệm con sẽ trưởng thành. Nuôi con bằng lương thực thì con sẽ lớn, nhưng mà nuôi con bằng quan niệm thì con sẽ trưởng thành. Nên cái quan niệm của một người nó sẽ dẫn dắt hành vi của họ trong cuộc đời. Về mặt sức khỏe cũng tương tự, giống như câu chuyện ở trên. Giống như câu chuyện ở trên, dù là ông phú hộ sau một cái cuộc giao dịch sở hữu cái thân xác khỏe mạnh của người nông dân, nhưng quan niệm của họ hàng ngày, của ông bá hộ đó, nó không liên quan tới sức khỏe, cho nên cái sức khỏe ông sở hữu được nó cũng chỉ là tạm thời. Nên sau một thời gian thì phú hộ vẫn hoàng phú hộ, nông dân vẫn hoàng nông dân, bởi vì quan niệm về mặt tư duy, nên dần dần ông sẽ đạt được cái tư duy về tài chính. Nhưng với người nông dân thì quan niệm là làm gì hàng ngày vui vẻ khỏe mạnh thì ông làm, nên từ từ ông đạt được cái sức khỏe có lại. Nên cái môi trường phù hợp nó sẽ dẫn dắt cho người ta có cái quan niệm chuẩn về sức khỏe, để từ đó có thể giúp cho người ta khỏe mạnh dần lại, và hàng ngày cứ ứng dụng cái đó mà làm thì sẽ khỏe dần lên. Nên nhiệm vụ của mình trong những cái học phần đầu tiên này là chúng ta sẽ làm rõ cùng nhau, đó là quan niệm chuẩn về sức khỏe là gì. Sức khỏe thì có bao nhiêu cái quan niệm chuẩn, và mỗi quan niệm chuẩn đó chúng ta cần thấu suốt ở mức độ nào, thì từ đó nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta trong phần đời còn lại của mình. Mình sẽ bắt đầu bước đi trên cái con đường khỏe mạnh. Còn nếu không á, thiếu hụt những cái quan niệm, cái tư duy đó, thì cái sức khỏe của con người nó không có vững bền. Dạ, ý của cái quan niệm đó là như vậy. Rồi, còn tâm thái nó sẽ có hai cái. Trong thời điểm này các anh chị giúp Vũ á, các anh chị cần nhớ hai cái ra. Đó là tâm thái chung và tâm thái riêng của ngành. Tâm thái chung thì chúng ta đã được giao lưu trong nội tâm rồi. Đó là trân trọng, biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Là cái đơn giản mà chúng ta có thể nhìn thấy. Còn thứ hai là cái quan niệm riêng của ngành. Thì các anh chị có thể ghi đó là mãi mãi tuổi 20. Là thầy nhắc hoài đúng không? Trong lớp học á, tôi tên là A, sinh năm 1979, năm nay 20 tuổi. Tôi tên là B, 1980, năm nay 20 tuổi. Và các anh chị nếu được, các anh chị xóa luôn cái chữ phía sau. Đó là nhiều cô chú anh chị nói là 20 tuổi WIT. Không có WIT gì hết trơn á, mà là các anh chị nhận thức mình là 20 tuổi. Thì lúc đó cái tần số rung động năng lượng á, nó mới bắt đầu nó duy trì, mà nó làm cho cái thân của mình nó đổi theo. Chính cái nhận thức nội tâm của mình nó mới quyết định cái trạng thái điện từ nội tâm, và cái trạng thái điện từ nội tâm nó mới làm cho cái tần số rung động năng lượng nó thay đổi. Nên chính cái nhận thức mãi mãi tuổi 20 này nè, giai đoạn đầu á, nó có thể nó hơi chưa có thuận lợi cho một số anh chị, nhưng mà dần dần thì các anh chị nhận thức được rõ nét cái này nó sẽ khác biệt. Giống như trong những khóa trước đi, có nhiều học viên ở độ tuổi 80 ngoài, trên 80 á, học dần dần giai đoạn đầu cũng không thấu hiểu, nhưng mà từ từ học lớp nội tâm đủ lượng thì sau đó không biết, phước báo sau đó không biết nữa. Cái tự nhiên cái nâng cái nhận thức về sức khỏe, mỗi lần vô cái nói em 20 tuổi, mà những người trong ngôi trường này trên hàng 6 trở lên thì mới được gọi là bé. Hàng 6 trở lên mới được gọi là bé. Cái có cô đó ở Mỹ 83 tuổi. Cái cô học cái nhận thức nâng đó làm sao đó không biết nữa, trong khoảng chừng 8 tháng. Cái cổ nhắn lại, đó là tóc bắt đầu đen lại, không phải đi nhộm nha, mà tóc nó đen lại. Tóc đen lại, 80 rồi nha. Rồi cái cổ báo là âm đạo bắt đầu ẩm ướt lại, có kinh lại, ở độ tuổi 83. Cái mình nói, cổ nói giỡn, nói cho mình vui. Thì cổ nói gì biết vậy thôi chứ mình sao biết được. Cái cổ lấy cái đó đó, cổ đi chỉ cho nhiều người bạn của cổ á, cũng ở 70 tuổi. Thì điều bất ngờ cái là những người mà cổ chỉ ai nâng cái nhận thức nội tâm lên, dịch chuyển được cái tâm thái đó, thì những cái người đó tóc đen lại và y chang như cổ hồi xuân lại hết. Hình dung ý này không ta? Dạ. Dạ. Rồi dần dần các anh chị sẽ thấy là nhiều anh chị học môi trường này, từ cái ngày mà tâm thái họ dịch chuyển, cái về cái họ thay đổi lại vóc dáng, diện mạo vân vân. Nhiều anh chị ở trong đây các anh chị có thấy là sau cái lớp học nội tâm á, các anh chị bắt đầu thấy mình trẻ ra không? Đâu có gì đâu hay, nó thuộc về nhận thức thôi. Dạ. Nên đâu có dám nói là mình có thể hỗ trợ được cho người ta, mà là ai có nhận thức được thì từ từ cái người ta đổi cái đó thì người ta khỏe thôi, chứ mình đâu có làm được cái đó. Dạ. Giống như cá nhân của Vũ, từ ngày mà nâng được cái nhận thức á, thì cá nhân của Vũ bắt đầu trẻ hơn lại so với mình trước đây. Nếu ai đó có biết Vũ cách đây khoảng 10 năm thì các anh chị sẽ thấy á, là Vũ của bây giờ nè, đó là trẻ hơn cái thời điểm mà Vũ 10 năm trước hơn 10 tuổi. Bản thân Vũ bây giờ á, nếu ai gặp Vũ á, thì sẽ thấy là bây giờ nè là so với 10 năm trước là trẻ hơn 10 năm trước á. Nên Vũ hay nói vui là hồi trước Vũ tức lắm, tức mấy thằng bạn thân lắm, tức mấy em mà trong quán cà phê lắm. Tại hồi xưa Vũ ghiền cà phê á, cái mỗi lần vô quán cà phê á, cái mấy bạn vào bàn tiếp tân á, lại mới hỏi mấy bạn của Vũ á, nó hỏi là mấy anh uống cái gì, cái nó quay sang Vũ nó hỏi chú uống cái gì chú. Cái máu nó sôi lên liền, tức không, đi chung một nhóm bạn chung lớp mà mấy đứa kia nó kêu bằng anh không, có mình nó kêu bằng chú à, thấy tức không. Cái dần dần cái mình thay đổi dần trong cuộc sống á, thì bây giờ sau 10 mấy năm gặp lại đi uống cà phê thì tụi nó được kêu bằng chú hết, chỉ có mình được kêu bằng anh thôi. Cái hả dạ, cái mình trả thù được thời gian. Đó là lần gần nhất của Vũ á, đó là khoảng 2016 á, cái Vũ có chuyến công tác ở An Giang á, 19 chứ, năm 2017 Vũ công tác ở An Giang á, Vũ công tác ở An Giang 2017. Cái lần đó trong quán cà phê, cái Vũ thấy một bạn sinh viên đang ngồi làm cái đánh máy, làm cái luận văn tốt nghiệp môn kinh tế. Cái Vũ nhìn qua, cái Vũ thấy, cái Vũ nhìn nó, anh làm luận văn kinh tế hả? Nó, anh làm luận văn kinh tế. Cái lúc đó cái giao lưu ngồi, cái Vũ nói có một cái câu nói của thầy anh á, của thầy em á, mà trong kinh tế học á, nếu được anh có thể đưa vô luận văn thử coi sao. Cái hỏi câu gì? Dạ thầy em nói á, đó là cái tài chính của một con người á, nó sẽ tỷ lệ thuận với cái số lượng người họ phục vụ và cung cách phục vụ của họ. Trong tài chính á, nó gọi là cái quy luật bù đắp. Anh có thể tham khảo thêm viết trong luận văn coi sao. Cái anh nghe cái thấy, ủa cái này nó hay à, nó hay với anh đã lắm mà, cái phân tích thêm cho họ nghe. Là tỷ lệ thuận với cái số lượng phục vụ sao, cung cách phục vụ sao, nghe thích quá. Cái hỏi, rồi cái làm quen, cái buổi nói chuyện đó, cái thân luôn lên, cái thân thiết. Cái giờ bữa đó cái đi lấy điện thoại là kia xin trước cái đi, cái hỏi nó anh năm nay năm cuối làm luận văn phải không? Nó Đấy, còn em học cái gì? Cái Vũ nó dạ em ra trường 9 năm rồi. Cái bạn đó đâu có sao mà trẻ gì, không có tin. Cái lấy cái giấy chứng minh ra, cái bạn đó mới tin. Cái sao mà trẻ dữ trời vậy. Cái thần luôn tới giờ rồi chỉ cho cái bí quyết dưỡng sinh. Thì người đó cũng mới đi làm việc ở Nhật Bản, dự tính là năm sau về. Thì dần dần nó có nhiều cái. Chính chúng ta cũng vậy, và cũng không có cần phải nghĩ chiều sâu là cái tâm thái như thế nào đâu, mà các anh chị chỉ cần nghĩ đơn giản vậy nè, mình cũng thấy thực tiễn luôn. Các anh chị có thấy là người nào mà vui vẻ, thường xuyên vui vẻ thì có phải là người ta sẽ trẻ dần ra không? Nên một người đàn ông á, mà muốn cho vợ mình trẻ thì làm sao cho vợ mình vui vẻ, thoải mái nhiều chút. Chính mình sẽ quyết định người vợ của mình, đó là kéo dài tuổi thanh xuân hay là lão hóa nhanh là do mình. Và ngược lại, người phụ nữ muốn chồng mình đó là lão hóa nhanh hay là duy trì tuổi thanh xuân, nó cũng do mình. Riêng cá nhân của mấy anh á, thì có một cái quan niệm về cái anh có thể thử ha, em cũng hay có quan niệm này, hồi xưa cũng được thầy chỉ á, đó là luật pháp Việt Nam á đâu có cho lấy vợ mới, đúng không? Thì mình phải học cách làm mới vợ cũ. Hình dung cái này không ạ? Dạ. Thì tâm thái là xong rồi đó. Bây giờ tới năng lực. Điền năng lực của ngành nó có hai cái. Năng lực của ngành thì có hai cái các anh chị có thể tham khảo. Cái thứ nhất á, là một người mà nắm được cái khái niệm nguồn của ngành. Khái niệm nguồn của ngành. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nắm được cái tư duy của ngành. Thì chính thức từ thời điểm mình nắm được khái niệm nguồn của ngành và tư duy của ngành thì mình sẽ có được cái năng lực của ngành. Mình nắm được khái niệm nguồn của ngành và mình có cái tư duy của ngành thì lúc đó mình có được cái năng lực của ngành. Bất kỳ một cái ngành nào, Vũ được thầy chỉ cách rất đơn giản, đó là bất kỳ một cái ngành nghề nào bạn muốn có năng lực của ngành đó thì bạn nắm được cái khái niệm của ngành đó, khái niệm nguồn của ngành đó, coi cái ngành đó có bao nhiêu cái khái niệm nguồn, mình nắm cái khái niệm nguồn của ngành đó, rồi từ đó mình nắm được cái tư duy của ngành đó dựa trên khái niệm nguồn đó, thì chính thức từ thời điểm đó mình sẽ có được cái năng lực của ngành. Khái niệm nguồn là gì hả? Lớp nội tâm học rồi, quay lại lớp nội tâm. Còn chưa học lớp nội tâm mà lọt được vô lớp này thì coi là ban tổ chức. Còn không nhớ thì nghe lại cái lớp ghi âm của lớp nội tâm. Dạ, kịp ha. Nắm được khái niệm nguồn của ngành và tư duy của ngành. Rồi, vậy thì cái phần này nè, trong ngành về sức khỏe, khái niệm nguồn của ngành có 4 cái. Tức là mình nắm khái niệm nguồn của sức khỏe dựa trên cái hệ quy chiếu của Tây Y. Vậy thì với Tây Y thì sức khỏe có bao nhiêu khái niệm nguồn? Với Đông Y thì sức khỏe có bao nhiêu khái niệm nguồn? Với dinh dưỡng học thì sức khỏe có bao nhiêu khái niệm nguồn? Với dân gian thì sức khỏe có bao nhiêu khái niệm nguồn? Cái mình nắm được hết các khái niệm nguồn của 4 cái hệ quy chiếu đó. Sau đó cái mình dùng cái tư duy. Để khi một người nào đó mong muốn khỏe mạnh thì mình sẽ dùng khái niệm nguồn nào. Còn ai đó đang bất ổn sức khỏe thì mình sẽ sử dụng khái niệm nguồn nào. Lúc đó khi có vấn nạn phát sinh thì từ thời điểm đó mình sẽ biết mình làm gì và cho lời khuyên như thế nào cho người khác. Và khi nắm cái này xong rồi thì có hai cái câu mà Vũ luôn nhắn gửi cho cả nhà. Mỗi một lần kết thúc khóa học đều nhắn gửi. Lần này nhắn gửi trước ngay từ lúc này, rồi cái cuối khóa nhắn thêm lần nữa để các anh chị khác ghi luôn cái hình ảnh đó. Đó là gì? Cái câu thứ nhất đó là các anh chị đừng có tin Vũ, mà các anh chị hãy tin vào các khái niệm nguồn của sức khỏe. Các anh chị đừng có tin Vũ, mà các anh chị hãy tin vào các khái niệm nguồn của sức khỏe, là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là khi có vấn nạn về sức khỏe, đừng có đợi ông Vũ trả lời rồi mới làm. Ai trả lời cũng được, miễn là câu trả lời đó nó có liên quan tới sức khỏe thì các anh chị làm. Kịp ý này không ta? Đừng có tin Vũ, mà hãy tin vào các khái niệm nguồn của sức khỏe, là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, khi có vấn nạn phát sinh về sức khỏe, đừng có phải là ông Vũ trả lời mới được, đừng có đợi ông Vũ trả lời mới được, mà là ai trả lời cũng được, miễn là cái câu trả lời của họ có liên quan tới sức khỏe là mình nghe, mình làm. Thì các anh chị thấu suốt được cái nhận thức, cái quan điểm đó, thì cái sức khỏe từ cái ngày mà các anh chị nắm được cái đó và nhận thức được cái đó, sức khỏe mới là của các anh chị. Còn nếu không, các anh chị vẫn phụ thuộc người khác. Câu trả lời liên quan tới khái niệm nguồn đúng về sức khỏe thì mới làm. Còn sai làm là tiêu hoài. Dạ, nghe cái người mà họ nói khái niệm nguồn sức khỏe. Dạ, ý nó như vậy đó, ai cũng được, nhưng mà cái câu trả lời của họ, trong cái câu trả lời đó là có khái niệm nguồn của sức khỏe. Và hiển nhiên là mình phải nắm cái khái niệm nguồn ở mức độ cơ bản nào đó, thì khi cho lời khuyên mình sẽ biết cái nào nó phù hợp. Dạ. Rồi. Và trong suốt cái hành trình này nè, tới cái học phần này đó, thì các anh chị sẽ thực sự thấu suốt cái chữ đó. Chúng ta sẽ có lộ trình, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm nguồn của Tây y, nguyên lý vận hành của cơ thể người theo Tây y là gì, nguyên lý vận hành cơ thể người theo Đông y là gì, dinh dưỡng là gì, dân gian là gì. Rồi cái mình chốt lại khái niệm nguồn cần thiết, mình nắm ở mức độ cho phép. Sau đó cái mình học luôn cái tư duy của khỏe mạnh. Vũ sẽ làm cái ví dụ một cái cho các anh chị hình dung ha. Này, cái chỗ này nó quan trọng lắm nè. Ví dụ ha, Vũ sẽ kết hợp 4 cái đó làm một cho các anh chị nắm, để các anh chị thấy cái câu trả lời liên quan tới sức khỏe nó quan trọng lắm. Và việc mình làm hàng ngày là việc liên quan tới khỏe mạnh. Ví dụ cái câu hỏi của mình nó quan trọng lắm nghe. Một người ở đây có ai bị tóc rụng nhiều và bị bạc sớm không? Có ai bị tóc rụng nhiều và bạc sớm không? Dạ. Vậy bắt đầu mình sẽ lên cái lộ trình để hỗ trợ cho người ta như thế nào. Này, mình sẽ ứng dụng vô cái Vũ vừa nói nè, mình nghe thôi, cái mình xử lý. Này, cái mình vẽ ra cho người ta nắm đơn giản này ha. Ở mức độ cơ bản trước nha, rồi cái vô chiều sâu của cái chuyên môn, cái mình nắm lại lần nữa cái chiều sâu này. Mình vẽ cái vòng tròn vô đây cái đầu ha. Cái mình kẻ cái đường thẳng xuống. Đó là cái cột sống. Cái ở đoạn dưới này nè, các anh chị vẽ ra hình giống như hai cái hạt đậu vậy đó ha. Rồi. Cái nguyên lý đơn giản gì nè. Tóc thì nằm trên đầu. Một người bị tóc bạc hay tóc rụng nhiều, tóc hư tổn, thì chúng ta sẽ xét này ha, xét trước ha, rồi sau đó mình nói cái nguyên lý để làm cho nó khỏe lại. Thứ nhất, cái mình xét nè, nếu theo cái góc nhìn của Tây y, nếu mình sở hữu được khái niệm nguồn á, cái là mình luận nè theo Tây y, thì cái đầu tiên mình coi á, là trực tiếp cục bộ ngay cái tại da đầu á, nó có viêm nhiễm gì không, có nấm mốc gì không, đó, có bị viêm không, này, có bị nấm không. Nếu có thì xử lý nó trước một cái. Cái thứ hai, cái thứ ba là coi tình trạng của người đó có thiếu máu không, có thiếu máu lên đầu không. Thì hoạt huyết dưỡng não đưa lên. Rồi. Cái thứ hai, theo Đông y, nhớ là mình đang nói mức độ cơ bản thôi nha, để các chị hình dung được cái khái niệm nguồn và cái hệ quy chiếu, thì cái khái niệm nguồn và cái tư duy á, là mình ứng dụng sao á. Ví dụ cái Đông y nè, thì cái đầu tiên người ta cũng sẽ coi ở yếu tố cục bộ của cái đầu á, da đầu có yếu tố bị viêm nhiễm gì hay không, cũng tương tự. Cái thứ hai, cái người ta coi tiếp là cái cơ thể của người này nè, có bị lạnh từ nhỏ tới lớn không, có bị hàn lạnh gì không. Cái thứ ba, các anh ta coi tiếp cái câu nói mà các anh chị đã nghe thường xuyên, đó là gì? Đó là muốn cho đen tóc đẹp da, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Các anh chị có nghe câu này không? Muốn cho đen tóc đẹp da, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Dạ, thì hà thủ ô đó là cái vị thuốc dưỡng thận, hỗ trợ cho thận. Cho nên với yếu tố của y học đông y á, thì để cho tóc tốt, tóc đẹp là phải dưỡng thận. Tại vì thận chủ về sinh dục, thận sinh tinh, tinh sinh tủy, tủy nó dưỡng, nó nuôi não và nó vinh nhuận ra tóc. Nó vinh nhuận ra tóc. Và yếu tố này của đông y người ta cũng sẽ quan sát một người qua độ tuổi tứ tuần, tức là qua khoảng 40 tuổi, nam hay nữ. Người ta sẽ coi cái người đó tóc còn đen không, chân mày còn đen không, còn mọc dài ra không. Nếu qua độ tuổi 40 mà chân mày nó vẫn còn đen, còn mọc dài, tóc vẫn còn đen ống, thì cái người đó sinh lý ngon. Dạ, nói tới kiểu này ai đó chuẩn bị lấy vợ chắc nhộm chân mày hết quá. Này, người ta sẽ dưỡng thận thêm. Người ta sẽ dưỡng thận thêm. Đó là với yếu tố của đông y. Gại. Thứ tư, đó là người ta sẽ coi khí huyết của người đó nó có vận hành tốt lên cái vùng đầu không. Đó là của đông y. Cái thứ ba là của dinh dưỡng học. Thì dinh dưỡng đơn giản lắm, con câu đơn giản thôi, đó là tóc ơi bạn cần gì. Tóc ơi bạn cần gì. Tóc ơi bạn cần gì. Thì lúc này nó trả lời đơn giản lắm. Với dinh dưỡng thì họ chỉ cần hỏi về tóc cần gì, đưa vô đó là tóc khỏe. Là thì nó có liên quan tới vitamin nhóm B, nó có liên quan tới collagen. Thì nó là đạm thôi. Nó liên quan tới protein tổng hợp, trong đó có axit amin thiết yếu. Rồi có điều kiện thì nó liên quan tới kẽm. Đó, thì trọng điểm là B và protein. Đó là hai loại dinh dưỡng trực tiếp cho tóc. Còn những cái khác có thì nó khỏe hơn, nhưng cơ bản đó là B và Pro. Đủ hợp 4 cái này nữa thì tốt. Đó là yếu tố của dinh dưỡng học. Rồi, thứ tư nó là dân gian. Dân gian cái người ta rà soát lại. Cái thứ nhất là lối sống của người đó làm sao. Người ta mới coi cái người này nè, có thức khuya không, có nhậu nhẹt thường xuyên không, có lo lắng buồn phiền, có stress, có căng thẳng không. Người ta rà soát hết tất cả cái lối sống của họ, nó có liên quan tới bất ổn sức khỏe không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta cũng coi là cái người này có bị lạnh không, giống như đông y á, hai cái chỗ này nó tương đồng. Rồi thường trong cái yếu tố về mặt tâm lý thì cái lo lắng nè, liên quan tới tóc á, thì lo lắng nè, sợ hãi nè, buồn phiền nè, buồn rầu nè. Thì các yếu tố này nó ảnh hưởng tới tóc. Rồi. Vậy thì nếu tìm nguyên nhân mà xử lý, nó giống như bóng tối với ánh sáng vậy đó. Ai cũng biết là chỉ cần thắp đèn lên thì phòng nó sáng, nhưng khi có vấn nạn thì nỗ lực lấy bóng tối. Thì nếu giải quyết theo những gì mình vừa liệt kê thì làm hoài nó cũng không hết. Tại mình cũng không biết người ta bị cái nguyên nhân gì. Mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng cơ bản sau khi mình nắm hết cái khái niệm nguồn này rồi, xong các anh chị chỉ cần hình dung đơn giản này ha. Chỉ cần hình dung đơn giản vậy thôi nè. Các anh chị chỉ cần hình dung đơn giản vậy nè. Cái nguyên lý của mình làm đó là xong. Để cho đơn giản hóa nhất có thể trong cái lộ trình này. Thứ nhất, tóc nó nằm ở trên đầu. Thì cái đầu đó các anh chị hình dung đơn giản, nó là một mảnh đất. Tóc này nó mọc từ mảnh đất này lên, đúng không? Đúng giờ. Có phải tóc nó mọc từ đây không? Rồi. Vậy thì chỗ này, cái đầu tiên đơn giản lắm. Là mình chỉ cần làm cho cái mảnh đất này nó tươi tốt. Mảnh đất này nó tươi tốt trước, để bất kỳ cái hạt mầm nào gieo xuống đây nó cũng nảy mầm tốt. Cái thứ hai, hàng ngày nó có nước tới mảnh đất này. Cái thứ ba hàng ngày mảnh đất đó được có phân bón cho đó, phân bón cho đất, đó là dinh dưỡng đó. Rồi. Vậy thì nếu như mảnh đất đã được cải tạo tốt, hàng ngày nước nó tưới tẩm được, nó được phân bón làm cho tốt dần lên, thì ngay cái chỗ đó đó, lúc này thì theo các anh chị á, những cái gì mà gieo trên mảnh đất này nó đều mọc lên tốt không? Thì những sợi tóc của con người chúng ta đều biết hàng ngày tóc đều có rụng đi và mọc lại. Vậy thì cái cọng nào bạc thì cứ để đó, đừng quan tâm nữa, mà đơn giản làm cho đất này tốt để làm sao cho những cái hạt mầm mới nó mọc lên, nó đen luôn. Hiểu ý này không ta? Tại vì những cái ông bạc thì từ từ cũng sẽ rụng hết, nhưng cái quan trọng là làm sao cho mấy cái ông chuẩn bị mọc lên là đen luôn. Tới đây kịp ý không? Tới đây hiểu ý này không ta? Dạ. Rồi vậy làm sao bắt đầu mới vô lộ trình. Mình không có vô lộ trình để chữa cho người ta, làm cho tóc ta hết rụng hay tóc ta bạc sớm, mà lộ trình của mình là lộ trình làm cho tóc của người ta tốt lên, làm cho tóc khỏe, tóc tốt. Lộ trình làm cho tóc tốt, tóc khỏe. Ống mượt gì đó. Rồi, vậy lộ trình này làm sao? Cái thứ nhất, mình rà soát cái mình làm lộ trình thôi, nó đơn giản vậy nè. Cái thứ nhất, cái mình coi lại, đầu tiên là mình rà soát lại lối sống của người ta, thay đổi cái lối sống trước, ngủ sớm đó, dần dần đó, điều chỉnh lối sống. Thứ hai là yếu tố của nội tâm, lo lắng, buồn phiền, buồn rầu gì đó, xử lý mấy cái đó lại cho người ta thấu suốt. Cái thứ ba, cái hàng ngày coi lại nè, đổi cái dầu gội và dầu xả phù hợp để làm cho ngay cái vị trí của cái mảnh đất đó đó, mình đang cải tạo nó lại, dầu gội, dầu xả nè, cho nó tốt. Và hiển nhiên trong giai đoạn này nếu có viêm nhiễm nấm này kia là mình phải xử lý, nhưng mà hàng ngày dầu gội, dầu xả phải phù hợp với loại da đầu đó, mà dầu sinh học là tốt. Rồi thậm chí có một số trường hợp phải dùng dầu thảo dược. Và lúc này nhớ, sau quá trình gội và xả đó lên, mỗi lần sau khi tắm xong á là phải sấy da đầu lại, chứ không phải sấy tóc. Cái máy sấy tóc là dùng để sấy da đầu, sấy da đầu lại để cho nó ấm lại, được chưa? Rồi cái thứ tư, bắt đầu coi là các vật dụng cá nhân, vệ sinh vật dụng cá nhân đó, vệ sinh nó lại đó, vệ sinh các vật dụng này lại. Ví dụ nón bảo hiểm bao lâu rồi không giặt nón bảo hiểm, đặc biệt là những người thường xuyên đổ mồ hôi, đi cái chùm kính đó, mồ hôi nó ra cái đầu, nó thấm vô cái lớp vải của cái nón bảo hiểm á. Các anh chị có biết nó là cái ổ khuẩn không? Nguyên cái ổ khuẩn ở trong cái nón bảo hiểm của mình đó, đội hoài lên cái đầu làm sao mà tóc tốt. Rồi cái gối của mình ngủ hàng ngày, cái gối ôm của mình, cái gối nằm nè, bao lâu rồi không giặt cái áo gối. Có nhiều người ngủ nước miếng còn chảy lòng thòng, là trời, nghe tới ớn ốc. Cái khẩu trang, cái khăn mình đeo nè, bao lâu rồi không giặt nó. Có rất là nhiều người cứ nổi mụn hai bên cái cánh cạnh hàm này hoài, nổi hoài không bao giờ hết. Lý do cực kỳ đơn giản, cái nón không có giặt, nên cái mồ hôi thấm vô cái quai nón và cứ lên cái nấm mốc nè, cái vi khuẩn đó, nó tập trung hoài không bao giờ hết. Cái mụn của vùng đó da nó bị ảnh hưởng suốt luôn mà không biết lý do. Giặt cái nón bảo hiểm các vật dụng cá nhân xử lý lại hết, thường xuyên vệ sinh đó trước đó. Rồi cái thứ năm đó là nước, nghiêm túc uống hàng ngày, uống đúng lại, uống đủ lại, nước đủ và đúng, nghiêm túc. Cái thứ sáu, massage đầu, đưa khí huyết lưu thông lên đầu. Đó, không nhớ cái gì hết thì tập hồi xuân cơ thể, xoa nóng tay, vuốt đầu 36 cái, làm hết cái vùng đầu, rồi có thể dưỡng sinh cho da đầu bằng những cái lược, bằng gì, bằng ngà nè đó, bằng đá nè, bằng sừng nè, hàng ngày cứ chải da đầu vậy đó, à, để cho khí huyết nó thông lên cái vùng đầu. À, rồi cái thứ bảy đó là dưỡng thận, dưỡng thận bằng cách gì, à, cũng là uống nước, ăn nhạt lại, rồi vỗ thận kinh, nhịp cánh bướm hàng ngày, làm ấm cái vùng thận lên. Đó, nhịp cánh bướm làm ấm thận, vỗ thận kinh, vỗ mặt trong đùi á, từ cái đùi dài tới mắt cá chân ở mặt trong á, đó là cái đường kinh của thận, thì vỗ nó kích hoạt đó. Rảnh thì bấm thêm cái thận du, bấm thêm tam âm giao trong dưỡng sinh đó, bấm thêm hai cái huyệt cơ bản đó. Đó, rồi không biết nữa thì cứ đơn giản là gì, vỗ này nè, minh họa thử ha, đây không biết thì cái gì, đứng thế trung bình tấn vậy nè. Đó, thẳng lưng lên, cái lấy hai tay về bụng lại, cái vỗ nè, đó, một cái thì vỗ lên ngay cái chỗ, ngay cái huyệt đại chùy, là cái chỗ tiếp giáp giữa cái phần cổ á, với cái phần thân. Đó. Cái thứ hai là cái bụng tay vỗ hai bên thận. Đó. Một ngày sáng vỗ phải 100 cái, chiều vỗ 100 cái. Bấm hai cái huyệt cơ bản. Huyệt đạo á, huyệt đạo liên quan tới thận là huyệt tam âm giao và huyệt thận du. Vậy nó dưỡng thật, ăn nhạt lên một tí, uống nước nhiều, rồi tập những cái bài mình vừa nói đó. Rồi bước thứ 8 đó là hỗ trợ dưỡng chất, cái dinh dưỡng cho tóc. Những cái lúc nãy mình liệt kê. Cái thứ 9 là mình xem lại có bất ổn ở vùng đầu không. Đó, có vùng đầu không, mà lúc đó mình có thể hỗ trợ thêm thuốc viêm nhiễm nấm rồi nè. Đó, còn nếu thiếu máu thì hỗ trợ dinh dưỡng cho máu thêm. Rồi các anh chị bắt đầu nhìn lại chính cái con số này. Nếu một người hàng ngày mà làm được chính điều này, theo các anh chị tóc của anh ta khỏe không? Các anh chị nhìn lại giúp Vũ cái chính điều này nè. Ai bị tóc gãy, rụng, chẻ ngọn, bạc xóm gì đó, còn yếu tố di truyền thì mình làm từ từ, mình chưa dám khẳng định, nhưng mà cứ làm cho tóc tốt dần đi rồi tính. Rồi nếu làm được chính điều này thì tóc ổn không? Rồi đừng nói tóc mà nhiều chỗ còn ổn nữa, nhưng mình tính tóc thôi, lộ trình cho tóc nè. Rồi vậy đó, thì tóc có bạc, tóc có rụng, có chẻ ngọn, cái gì đó đâu quan tâm, chỉ cần làm gì là tóc khỏe thì thôi làm đi. Vậy hàng ngày làm được này thì phần đời còn lại của mình tóc nó ổn. Trừ trường hợp bắt đầu lão hóa thì nó phải theo cái tự nhiên thôi. Tới đây kịp không? Hình dung ý này không ta? Rồi, đó là cái mà mình sẽ vận dụng vào cái hệ quy chiếu và tư duy. Mình sẽ lấy những cái gì nó liên quan tới khỏe mạnh mà mình bắt đầu mình đưa lại. Đó, cho nên phần lớn nếu mà chỉ làm được hai cái đầu tiên thì phần lớn tóc người ta đã khác. Hình dung cái này không ạ? Lối sống hả? Lối sống cụ thể hả? Cụ thể nè, lối sống là gì? Ngủ sớm nè. Lối sống coi lại nè, ngủ sớm nè là cái yếu tố hàng đầu nè. Tuổi nào bắt đầu lão hóa hả? Nó có rất nhiều hệ quy chiếu, nó có rất nhiều cái khái niệm nguồn à. Còn theo cái góc nhìn tổng thể nội tâm à, thêm cái nữa thì lão hóa là từ khi con người bắt đầu gì? Lão hóa từ cái tư tưởng chứ không phải tuổi tác. Lão hóa từ cái tư duy của họ, từ cái tư tưởng đó, chứ không phải theo tuổi tác à. Lối sống này chút xíu mình sẽ lại giải sao, nhưng trọng điểm là ăn uống ngủ nghỉ. Nếu nói về lối sống thì có 4 từ cơ bản: ăn uống ngủ nghỉ. Rồi, kịp ha. Đó, thì đó là cách mà chúng ta sẽ ứng dụng 4 cái hệ quy chiếu để chúng ta bắt đầu luận về sức khỏe. Thì tương tự như vậy, với một người có bất ổn về khớp thì chúng ta sẽ không tập trung chữa cái khớp, mà chúng ta sẽ tập trung cái lộ trình làm cho xương khớp khỏe mạnh lên. Ai đó bị cái gan thì mình không tập trung chữa cái gan, mà mình làm cho lộ trình cho gan khỏe. Bởi vì rất là đơn giản, lộ trình làm cho cái gì đó khỏe lên là nó đã bao hàm cái lộ trình điều trị. Còn nếu chỉ đi điều trị thì tối đa nó hết cái đó nhưng mà chưa chắc khỏe. Nên mình thấy về tóc đi, có vấn nạn nè, mình đâu có bỏ qua việc điều trị đâu. Cái chữ thuốc này đó chính là cái từ viết ngắn gọn. Còn hiểu cái chiều sâu của chỗ thuốc đó, các anh chị phải mở ngoặt ra chỗ này, nó gọi là điều trị. Thì tùy vào cái góc nhìn của mình tin cái nào mình sẽ ứng dụng cái lộ trình điều trị của cái lộ trình đó à. Rồi một người bị mất ngủ, không có đi điều trị mất ngủ cho người ta, mãi mãi không làm được, mà lên cái lộ trình cho người ta ngủ ngon thì được. Nó có rất nhiều cái yếu tố. Ví dụ về nếu mình đã nắm được 4 cái hệ quy chiếu này thì chúng ta sẽ nói như thế này: một người mất ngủ, khoan hay kết luận là người ta có mất ngủ hay là không, mà cái đầu tiên phải coi lại là người ta có muốn ngủ hay không. Tại vì có rất là nhiều người không phải mất ngủ mà là không có muốn ngủ. Đừng có tưởng người ta thức khuya, thức tới sáng là mất ngủ, không có. Người ta không có muốn ngủ chứ không phải mất ngủ. Ví dụ như cá nhân Vũ cách đây nhiều năm trước, đó là buổi tối về nhà thì muốn ngủ rồi, nhưng bất chợt cái đó, lúc đó cái tự nhiên cái cầm lên cái cuốn sách, mà cái cuốn sách mà nó liên quan tới sức khỏe, cái cuốn sách mà nó liên quan tới cái tâm lý, cuốn sách mà nó liên quan tới cái cách sống, thì ngay cái thời điểm đó đọc không hết là không chịu ngủ. Còn các bạn trẻ bây giờ cầm cái điện thoại lên là không có chịu ngủ. Nhiều bạn bắt đầu bắt với nhau để chơi Liên Quân, không phá được trụ của đối thủ nó không ngủ. Nhiều người bắt đầu có tính chất công việc, ngồi bắt đầu làm lên bàn máy rồi công việc không xong là không chịu ngủ. Nên họ không phải mất ngủ mà là họ không có muốn ngủ. Nó thuộc về cái yếu tố của tâm lý, lối sống chứ không phải là bệnh lý. Nhưng khi mình hỏi xong cái đó rồi, họ nói là tôi muốn ngủ nhưng mà tôi không ngủ được, tôi nằm xuống tôi không ngủ được, thì lúc đó mình mới coi tiếp yếu tố đó là bệnh lý hay không, thì lúc đó mới tìm cách để hỗ trợ tiếp. Còn khoan hay vội kết luận là một người buổi tối không ngủ được là mất ngủ, cái đó là quá vội. Cái yếu tố đó không có cái gì hỗ trợ được hết, chỉ khi họ muốn ngủ mới làm được thôi. Rồi sau đó mình phân tích chiều sâu thêm là yếu tố của gì? Của tâm lý trước. Một người lo lắng, bồn chồn, hồi hộp, lo âu, buồn phiền, vui quá cũng không ngủ được. Nên phải điều chỉnh tâm lý trước. Và chúng ta sẽ thấy đơn giản gì nè. Đó là ở nhà mình có 2 đứa trẻ, nó chỉ cần 2 cái gối thôi, nó thức tới sáng. Có thấy không? 2 đứa nhỏ đó, nó cầm 2 cái gối thì nó chơi tới sáng, nó không chịu ngủ, chứ đâu phải là nó mất ngủ. Tại vì nó vui quá nó ngủ không được, cái hormone hưng phấn nó tiết ra thì sao ngủ. Nên giống cái này không ạ? Nên theo dân gian hoặc là theo cái từ thông thường các chị nghe đó là gì? Là buồn ngủ, chứ đâu ai nói là vui ngủ. Nên là đứa trẻ nào nó giỡn hoài nó không ngủ được, thường ba má la xong cái nó buồn quá nó mới ngủ được. Nhưng mà nói vậy không lẽ cứ mỗi lần muốn cho con ngủ mà đánh đập nó cho nó buồn nó ngủ? Thì nếu mà một đứa trẻ mà buồn phiền như vậy đi ngủ thì lại bất ổn về tinh thần trong tương lai, đâu tốt. Thì mình phải hiểu cái chiều sâu cái chữ buồn đó là gì. Buồn ở đây không phải là cái trạng thái cảm xúc, mà buồn ở đây là cái trạng thái thả lỏng thư giãn của cơ thể. Khi cơ thể thả lỏng thư giãn là trạng thái dễ ngủ nhất. Nên muốn một người mà ngủ được thì đầu tiên phải làm cho ta thư giãn thân thể, thư giãn thoải mái. Nên hít và thở là một trong những cách đơn giản để có thể giúp ta ngủ ngon. Trong yoga có cái môn, có một cái tư thế gọi là tư thế xác chết đó. Nó nằm xong cái kéo cầm về ngực, hai tay kéo thẳng ra, hai chân thẳng ra, lưng hõm làm sao đó nó phù hợp. Cái tư thế của yoga, tư thế xác chết đó. Cái hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm. Khi trạng thái bắt đầu buông lỏng thì lúc đó dễ đi vào giấc ngủ nhất. Rồi dần dần người ta làm cái đó xong không ngủ được nữa, cái coi tiếp cái đốt sống có vấn đề không, rồi cơ quan tạng phủ có vấn đề không, huyết áp làm sao, tim làm sao, gan làm sao, dạ dày làm sao, thận làm sao, phổi làm sao, có vấn đề không đó. Rồi coi đốt sống nè, đốt sống cổ có vấn đề không mà máu nó không lên não. Vậy tìm thì quá là nhiều thứ, nên để chữa mất ngủ thì quá phức tạp. Nên cuối cùng phải uống thuốc ép cho, thuốc an thần để ngủ. An thần là uống vô xong là trạng thái nó dịu lại. Nên bất ổn cái yếu tố đó, người ta chỉ cần nghĩ cách đơn giản là gì? Muốn ngủ ngon, cái đầu tiên đã suy nghĩ thì đừng nằm, đã nằm thì đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ thì đừng nằm, nằm thì đừng suy nghĩ. Làm được cái đó là ngủ được, nếu nói về tâm lý. Còn yếu tố bệnh lý, cái mình mới rà soát là coi bị cái gì rồi mình chỉnh tiếp. Đó, thì cái này nó thuộc về học phần năng lực, vô năng lực chúng ta xử lý. Hay buồn ngủ nó có hai cái vấn đề chính và nhiều vấn đề phụ. Thứ nhất là cơ thể đang có bất ổn, cần ngủ để phục hồi. Cái yếu tố đầu tiên á, là cái cơ thể của họ đang có bất ổn nào đó mà cơ thể cần ngủ để nó phục hồi. Cái thứ hai là suy nhược, mệt mỏi quá mà buồn ngủ, thiếu hụt năng lượng mà buồn ngủ, đặc biệt là bột đường. Rồi, và còn nhiều cái yếu tố khác. Nhưng hai cái yếu tố đó là cơ bản. Vô cái học phần về năng lực á, thì lúc đó chúng ta sẽ luận lại hết những cái yếu tố này. Và nhớ giúp đỡ Vũ, lộ trình của chúng ta là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe, chứ không phải là lộ trình để cho giải pháp điều trị bệnh. Nên kể từ ngày mai, tất cả câu hỏi về bệnh tật không trả lời. Tất cả bệnh tật không trả lời. Bởi vì lớp của mình không phải là lớp để chỉ cái đó. Các anh chị muốn điều trị bệnh rất là đơn giản. Vũ hay nói vui, ra cửa quẹo phải, tức là vô bệnh viện á, vô phòng khám, vô bệnh viện. Ở nơi đó người ta có vai trò chức năng điều trị tốt hơn. Nó có sẵn cả cơ sở vật chất hạ tầng, có sẵn tất cả các khoa cần thiết. Muốn làm cái gì thì vô đó, muốn trị bệnh là vô đó. Nhưng nếu muốn khỏe mạnh thì đây là lộ trình mình cần làm. Tại vì lộ trình này sẽ trao cho các anh chị các quan niệm, các tâm thái, các năng lực của ngành, để từ đó nâng cái nhận thức của mình lên. Và chính các anh chị phải làm trong phần đời còn lại của mình, thì lúc đó các anh chị mới ổn. Còn nếu muốn hỗ trợ cho sức khỏe thì đan xen trong suốt cái hành trình này, chúng ta sẽ lấy cái học phần tư duy đan xen vô, để chính các anh chị là người cho ra câu trả lời, chứ không phải ban tổ chức. Chỉ có tới cái ngày cuối á, cái buổi thứ 15 á, lúc đó mà các anh chị vẫn chưa lý giải được, thì lúc đó bắt đầu mới lấy ra một vài trường hợp cụ thể để ôn lại hết tất cả 14 ngày vừa qua chúng ta đã nói, mà đưa vô cái tư duy, để khi một cái vấn nạn vừa phát sinh chúng ta sẽ biết tư duy gì cho mình khỏe lên. Cái thời điểm đó mình sẽ biết là mình cần áp dụng cái đông y hay là tây y, hay là dinh dưỡng, hay là dân gian. Ví dụ đứt tai, thì cái lúc đó mình phải biết nhận thức đứt tai đúng không, thì đơn giản là đi cầm máu đi, Chứ ngồi đó mà suy nghĩ đứt tay hả ta, nội tâm sao ta, người đó bị nội tâm gì mà đứt tay ta, chảy máu dữ trời vậy, suy nghĩ ra là nó khô máu, nó chết rồi. Hiểu ý này không ta? Kịp ý này không ta? Suy nghĩ mà ra thì khô máu chết rồi. Lúc đó cầm máu trước đi rồi tính. Bước thứ hai là làm sao cho nó phục hồi. Nên hồi xưa Vũ hay nói vui, có ông thầy Vũ ông chỉ cái chiêu ấy, đứt tay đúng không? Họ đứt tay rồi sao thầy? Liên quan tới tạng gì? Cái ông thầy nó đứt tay đúng không? Chỉ cho mày chiêu nè, còn tạng gì tính sao á? Đứt tay đúng không? Đưa hai cái ngón tay mình lên, rồi xoay vòng tròn trước mặt của cái người bị đứt tay đó đó. Đó, xoay bên trái 3 vòng, bên phải 3 vòng. Sau đó dùng hai ngón tay chỉ vô cái chỗ đứt tay chảy máu, đọc câu thần chú. Hỏi câu gì? Tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi, tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi, tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Cái Du hỏi ông thầy, dạ đọc tới khi nào? Ông nói đọc tới khô máu thì thôi con. Hiểu ý này không? Kịp ý này không? Lúc đó thì đi cầm máu đi, còn ngồi đó xoay chỉ niệm chú, niệm cho chết. Hiểu quý này không ta? Dạ, thiếu chất béo và bột đường, đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới buồn ngủ, đặc biệt là bột đường. Tại vì 80% năng lượng từ bột đường nó dành cho nuôi não. 80% năng lượng của bột đường là dành ưu tiên cho não. Cho nên thường những người mà không có bệnh lý gì hết á, mà dễ buồn ngủ này kia, thì nhai đồ ngọt vô thì ta tỉnh lại. Nếu góc nhìn của dinh dưỡng học, còn góc nhìn khác là nó sẽ khác. Dạ. Rồi. Đó là ví dụ để các anh chị thấy rằng là việc mà chúng ta nắm được thêm một cái hệ quy chiếu khác ngoài cái mình đang biết á, thì cái thời điểm đó chúng ta sẽ khỏe mạnh tốt hơn. Nó có thêm một cơ hội nữa để khỏe. Dạ. Rồi. Ngày đầu tiên thì mình đi nhẹ nhàng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nên là trọng điểm của tối ngày hôm nay, các anh chị chỉ cần nhớ giúp Vũ. Cái trọng điểm tối ngày hôm nay, quên hết luôn cũng được, chỉ cần nhớ đúng. Một, sức khỏe là cái gì? Chỉ cần nhớ đúng sức khỏe là cái gì? Là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là cái lộ trình để cho một người có thể nhận thức được về sức khỏe. Một, môi trường. Hai, quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp. Rồi, tối ngày hôm nay, trọng điểm nhớ đúng hai cái đó giúp Vũ. Rồi, trong lộ trình tiếp theo 14 buổi còn lại của mình là làm rõ mấy cái từ đó lên đó. Làm cho nó rõ nhất có thể. Làm rõ nhất có thể. Còn những thông tin mà chúng ta được nghe từ đầu buổi tới giờ, ai đó nắm được cái gì thêm được thì tốt. Nhưng mà các anh chị chỉ cần nhớ đó là hành trình cuộc đời của một con người. Sức khỏe nó giống như ăn cơm thôi. Ngày nào ăn thì ngày đó no, ngày nào không ăn thì ngày đó chưa no. Sức khỏe ngày nào làm thì ngày đó khỏe, ngày nào chưa làm thì ngày đó chưa khỏe. Hình dung không ạ? Dạ. Nên nó có rất nhiều những cái thông tin mà chúng ta sẽ cần làm trong tương lai. Nhưng khi các anh chị nâng cái nhận thức của mình về sức khỏe rồi, thì các anh chị sẽ thấy nó không nhiều thông tin, nó không nhiều kiến thức. Bởi vì nó đơn giản, nó có vài cái để khỏe thôi. Nó đơn giản có vài cái để khỏe. Đó. Nên mình nhận thức được sức khỏe thì không thấy nhiều kiến thức. Còn mình chưa có nâng nhận thức lên thì mình sẽ thấy quá nhiều kiến thức. Hình dung ý này không ta? Cái trọng điểm cuối cùng nó có 15 khái niệm nguồn của sức khỏe à. Vì một người để khỏe đúng không? Cái khái niệm sức khỏe là gì? Quy luật của sức khỏe là gì? Nguyên lý của sức khỏe là gì? Chìa khóa của sức khỏe là gì? Nguyên tắc để khỏe là gì? À, bắt đầu nhớ 15 khái niệm nguồn đó giờ. Ai là mentor thì nhớ kỹ hơn đúng không? Nó thì liệt kê cái đó và giải ra 15 khái niệm nguồn của sức khỏe. Thì phần đời còn lại của mình nhớ đúng 15 khái niệm đó là khỏe. Hết. thì học phần này trong lộ trình 15 ngày này, kỳ vọng chúng ta làm đủ hết 15 cái. Kỳ vọng nha, chứ không chưa dám hứa nha. Nhưng mà ngày đầu tiên thì chúng ta làm được khái niệm rồi đó. Khái niệm rồi đó. Ngày từ rồi tới ngày mai là chúng ta vô quan niệm. Ngày mai là quan niệm. Cái dần dần tiếp theo cái mình vô cái năng lực, mình vô cái quy luật, mình vô cái nguyên lý, cái mình vô cái phương pháp, mình vô cái chìa khóa. Rồi vậy là cái lộ trình này là chúng ta xong rồi. Nó đơn giản vậy đó. Dạ. Thưa thầy, em xin hỏi hàng ngày chạy tập thể dục ra mồ hôi, nữ tóc dài có nên gội đầu hàng ngày hay không? Trả lời câu thứ nhất, thích thì gọi, không thích thì thôi. Tóc của mình mà, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về mặt sức khỏe đó, thì nếu muốn gội hàng ngày thì dùng dầu gội xả hàng ngày. Tại vì nó có dầu gội xả hàng ngày và dầu gội xả xen kẽ mà. Đúng vậy không? Đơn giản vậy thôi. Tại tóc của mình mà sao dám cho lời khuyên. Nên hay không nên, nói nên nhưng mà em không thích thì không gọi, có gì đâu. Thấy nực thì gọi thôi. Nhưng mà làm xong, sau khi gọi thì làm gì? Sấy khô da đầu. Thì gọi hàng ngày tóc nó cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà gọi xong rồi không có sấy khô da đầu thì chính cái độ ẩm nó lại làm cho mình dễ bị nhiễm lạnh, nhiễm hàn. Thì cái gọi đó vô tình làm cho sức khỏe bất ổn. Dạ. Thì chọn dầu gội, dầu xả, dùng hàng ngày. Rồi sau đó sau cái quá trình gội xả vô thì làm sao cho bảo dưỡng cái sức khỏe mình lại. Vậy lấy khăn lông nè, thấm cho nó ráo nè, rồi sấy da đầu lại nè, rồi là xong chứ có gì đâu. Đâu ảnh hưởng sức khỏe. Nữ tóc dài mà gọi hàng ngày thì chỉ có một cái cách lý giải để người ta không gọi thôi. Đó là làm biến gọi. Tại nó dài quá, cái mỗi lần gọi nó phức tạp hơn người ta. Còn mấy ông nam thì đơn giản quá, trò chà dài cái thì xong, cho nên không thấy đơn giản. Dạ, sấy cái chân tóc á, sấy da đầu của mình đó. Dạ. Dầu gội nào ra thị trường cũng tốt hết trơn hình thế. Tại ra bán thị trường được giấy phép là tốt. Còn lại coi mình hạp với dầu gội nào thì mình xài cái đó. Dạ. Còn ra ngoài nó bán là nó qua kiểm định hết rồi. Dạ. Dạ em mời anh Hải. Để được đó đã. Dạ, biết ơn thầy ạ. Dạ. Biết ơn cả. Thế ơi, em hỏi cái chỗ làm tóc khỏe ạ. Cái này dạ. Các tiếp của các cái khóa trước nhá. Em có học là cái chỗ tóc thì nó có phải là thuộc bì mao đúng không thầy? Thì dạ. Cái phế chủ bì mao ấy. Phế chủ bì mao là da lông, tóc nằm trên đầu thuộc thận, nhưng để bổ trợ tốt hơn thì vẫn vừa dưỡng thêm phổi được thì tốt hơn. À, tóc lại không thuộc bì mao rồi. Dạ. Đó. Cho nên là binh nhuận ra tóc là của thận, bì mao là da lông. Các mao là lông nè, lên trên cơ thể. Còn tóc nằm trên đầu thì cấu trúc nó cũng giống như vậy, nhưng chủ đạo nó thuộc thận. Còn lông trên tay, trên mình mẩy này kia thì nó thuộc của phổi. Dạ, biết ơn thầy. Dạ. Dạ, biết ơn cả nhà. Tuy nhiên nếu anh hỗ trợ được cái phần về liên quan tới cái phổi á thì hiệu quả nó cao hơn. Dạ. Tại khí nó thông mà. Dạ. Dạ. Rồi lưu ý thêm một câu nữa, nhắn gửi thêm trước khi mình nghỉ tối ngày hôm nay, bởi vì các anh chị vào học cái tham dự các khóa của WIT đó là phải qua nhân mạch, của các anh chị. Đó, cho nên là cái nguyên tắc hàng đầu của cộng đồng là tôn trọng nhân mạch. Cho nên các anh chị giúp đỡ Vũ quá trình mà giao lưu á, các anh chị đừng hỏi Vũ là xài gì tốt, mà các anh chị Vũ chỉ tư vấn dựa trên cái tổng thể trong lộ trình nếu có nhân duyên mà trao đổi giao lưu á. Đó. Rồi sau đó các anh chị liên hệ với nhân mạch của mình, có hỗ trợ mấy sản phẩm đó không? Không có thì mới quay lại ban tổ chức, thì ban tổ chức mới hỗ trợ. Tại vô tình Vũ nói ra tên một cái sản phẩm nào đó thì một số anh chị nếu có học mà học không trọn vẹn, không hiểu cái đó, bây giờ nó cuối cùng vô cũng bán hàng, nó mất đi cái tri thức nó uổng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ảnh hưởng nhân mạch của các anh chị. Nhân mạch của các anh chị giới thiệu vô xong cái lỡ Vũ nói cái gì đó, cái bán hàng này kia, cái mất mối của các anh chị, truyền thống rồi mất mối. cái ảnh hưởng tới cái công việc cuộc sống của các anh chị nó rất là ảnh hưởng, cho nên cho phép Vũ không có nói cái tên sản phẩm đó, Vũ chỉ nói trên cái mức độ tổng thể. Rồi các anh chị cần trực tiếp gì đó thì đầu tiên là liên hệ nhân mạch của mình, là cái người giới thiệu mình, con ta có hỗ trợ được không, còn không thì bước tiếp theo mới gọi ban tổ chức. Thì lúc đó Vũ mới trả lời là xài cái gì, thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái nhân mạch của các anh chị và cái lộ trình học tập của mình. Dạ, nên các anh chị giúp đỡ Vũ điều này nha. Dạ, nên lỡ có không có trả lời mấy cái dùng cái gì uống cái gì này kia đó thì Vũ sẽ các anh chị cũng thông cảm. Ví dụ hỗ trợ tóc lúc nãy nè, Hà Tú Ô, thì bên ngoài thị trường tiệm thuốc nào mà không có bán Hà Tú Ô, thì hiển nhiên bên mình nó cũng có, bên WIT cũng có, nhưng mà các anh chị quay lại nhân mạch của mình coi có không. Rồi vitamin A, vitamin C, vitamin E, omega 3 nó có hết, nhưng mà rất là nhiều hãng, thì coi nhân mạch của mình có bán đó, mình liên hệ nhờ hỗ trợ, còn không có thì ban tổ chức mới can thiệp, để không ảnh hưởng tới cái nhân mạch của các anh chị và không ảnh hưởng tới cái quá trình mình truyền tải, mình giao lưu tri thức với nhau. Bởi vì chỉ cần một cái nhận thức nhầm cái, tức là mở lớp cuối cùng lo kéo cũng bán hàng này kia nó ổn quá, thì cái quá trình tiếp thu cái nhận thức, cái tri thức đó, nó sẽ giảm đi, nó ổn. Dạ, thì chỉ có nhắn gửi vậy thôi trước khi mình nghỉ ngày đầu tiên. Dạ, rồi qua ngày mai trùng một cái lớp đặc biệt, cho nên tối ngày mai á, Vũ có nhờ thầy giáo Sơn hỗ trợ cho cả nhà một buổi. Ngày mai thì thầy giáo Sơn sẽ giúp Vũ giao lưu với cả nhà học phần về quan niệm sức khỏe, quan niệm chuẩn về sức khỏe. Thì với quan niệm chuẩn này thì thầy Sơn sẽ giao lưu được phần nào thì chúng ta tiếp thu phần đó. Sau đó thì tới ngày tiếp theo thì Vũ sẽ tiếp tục lộ trình với cả nhà. Dạ, nên ngày mai thì các anh chị sẽ gặp thầy giáo Sơn, là thầy giáo hỗ trợ cái môn thay gân đỡ cốt cho ban tổ chức á. Dạ, thì các anh chị sẽ được giao lưu cùng với thầy trong một phần là quan niệm chuẩn về sức khỏe. Ngày sau đó Vũ sẽ tiếp tục lộ trình để hỗ trợ thêm cho cả nhà. Dạ,